Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ ấm đồng nhá. Bộ ấm đồng giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã cho em là bộ ấm đồng, giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm đồng như này. Bộ này của nó thì nó sẽ là một cái dòng hoa văn khác cái mẫu trước một ít nhá. Đấy, trước thì nó sẽ là một cái bộ dòng là gọi là mã đáo thành công, còn bộ này thì nó sẽ là một cái mẫu hoa sen như này nhá, một cái mẫu hoa sen như này đó. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng gửi ngẫu nhiên được các bác nhá, gửi ngẫu nhiên thôi đó. Thì dòng của bên em thì nó vẫn là một cái dòng đặc biệt, tức là có 6 chén nhá. Đấy, còn có những cái dòng mà nó sẽ có 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, bộ này của nó thì nó sẽ là bộ chim này, tắt điện đi nhá. Bộ này thì nó sẽ là cái bộ chim như này. Đấy, bật cho anh quả bóng lên, tắt quả bóng trong. Bộ này thì nó sẽ là cái bộ chim như này các bác này. Đấy, hai con chim như này rất là đẹp này. Tắt quả bóng trong này. Đấy. Hai con chim này các bác nhá, và 6 cái chén nhá. Chén của nó sẽ là chén theo kiểu là cánh hoa sen như này, rất là đẹp luôn này. Đấy, chén theo kiểu cánh hoa sen như này, rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái mẫu này về nó sẽ là mẫu mới các bạn. Còn cái mẫu kia thì bên em hết hàng mất rồi. Cái mẫu mã đáo thành công thì hết hàng mất rồi. Đấy, đây. Bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén này. 6 chén và 6 chén và một chuyên nhá, 6 chén một chuyên. Đó. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Đây có theo. Đây. Hoa văn hoa lá cành tuyệt vời luôn. Đấy, bộ này rất là đẹp như này. 6 chén một chuyên. Đấy, rất là đẹp nhá. Đó. Thì bộ này nó sẽ khác cái bộ mã đáo thành công một chút, nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây, kích thước vừa phải này, rất là xinh luôn. Bộ này các bác dùng để pha trà thì tuyệt vời luôn. Đấy, ấm thì đúc siêu dày luôn nhá, ấm đúc siêu dày luôn, rất là dày. Đấy, và rót nước thì cực kỳ là ăn phễu luôn, rất là đẹp các bác này. Đấy, hàng thiết kế rất là đẹp. Lên mã giúp cho em là bộ ấm đồng nhá. Bộ ấm đồng giá của nó sẽ là 400.000. đấy, lên cho em là bộ ấm đồng này. Đó, bộ ấm đồng, bộ ấm đồng nhá, giá của nó sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho một cái bộ ấm đồng như này, rất tuyệt vời luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, lên theo là súng thư giãn, nó hình cái súng như này. Đấy, hình cái súng này cho nên là bên em gọi nó là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá, 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Đấy, giá của nó sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này. Một thân máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đó, một thân máy như này, máy chạy rất là khỏe luôn. Các bác giữ lì cho em là máy sẽ lên nhá. Giữ lì cho em. Đó. Sau đó thì các bác có thể chọn các cái cấp độ ở đây nhá. Đây. Đấy, máy dùng rất mạnh luôn. Ở đây mới là số 1 thì đẩy tốc độ lên. Đấy. Cấp 6 này. Đấy, dùng rất mạnh luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, các bác dùng để đấm vào các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân, bắp đùi, rồi là đốt sống cổ, đốt sống vai gáy, rất là tiện luôn, dùng để massage nhé. Đấy, các bác cũng có thể trực tiếp massage vào các cái vùng cổ như này. Đấy, đây các bác này. Đấy, trực tiếp massage tay mình cầm để mình massage vào các cái vùng cổ vai gáy như này nhá. Đó, rất là ok luôn, rất là thư giãn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này, chỉ có 170.000 cho một con súng thư giãn nha thôi. Nói chung là rất tuyệt vời luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là bốn cái đầu massage và một cái cáp sạc, bốn đầu massage một cáp sạc để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, bốn đầu massage như này và một cáp sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170.000 này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác dòng sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là phao nước này, giá của nó sẽ là 70.000 cho một cái em phao nước như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng phao đứng nhá, một cái dòng phao đứng như này, các bác chỉ cần thả xuống như này xong đó, có cả băng keo, cả vòi, cả van điều nước như này nhá. Đấy, cái này để cho nó chảy này, các bác có thể chảy xuôi hoặc chảy ngang như này, còn cái này để các bác kết nối vào cho em đó, kết nối vào gen cho em là xong nhá. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng mà bán cực kỳ là chạy luôn, tại vì giá nó hợp lý và thứ hai là nó rất là tiện ích nhá. Đấy, khi các bác dùng những cái dòng phao truyền thống thì nó hay bị hỏng hoặc là bị dỉ sét, nhưng phao nhựa này thì bền vĩnh cửu luôn. Lên cho em là phao nước nhá, phao nước, giá thì chỉ có 70.000 trên con phao nước như này thôi, 70.000 trên con phao nước như này nhá, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là phao nước nhá. Đây các bác này, khi nước chạm đến phao 1 cm thì dòng nước sẽ tự động đóng lại, nó hoạt động theo nguyên lý tự tính của 500 cho nên hoàn toàn không tốn điện. Nó phù hợp để gắn vào bồn nước, bồn cầu nhà vệ sinh hoặc là thùng nước để rửa chén. Một cái phao nước thông minh mà không phải ai cũng biết. Khi nước chạm đến phao 1 cm thì dòng nước sẽ tự động đóng lại. Nó hoạt động theo nguyên lý tự tính của 500 cho nên hoàn toàn không tốn điện. Nó phù hợp để gắn vào bồn nước, bồn cầu nhà vệ sinh hoặc là thùng nước để rửa chén. Đó, rất là tiện luôn các nha. Giá thì shop đang gửi cho bác cái giá đó là 70.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi lò xo. Cái này thì các bác lên cho em là
đuôi lò xo A nhé, đuôi lò xo A. Đấy, tại vì trước em có bán một cái loại có dây, thì các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, đuôi lò xo A. Con này thì giá chỉ có 35k cho một con đuôi lò xo như này thôi, 35k. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp vào điện này, sau đó thì xoáy bóng cho em là xong. Và nó sẽ có công tắc tắt bật này nhé, có công tắc tắt bật như này, rất là tiện. Đấy, các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhé, đuôi lò xo A. Đấy, đuôi lò xo, nó sẽ thuộc dạng có lò xo này mà, lên cho em là đuôi lò xo nhé. Đuôi lò xo A giá của nó sẽ là 35k nhé, 35k cho một con đuôi lò xo A như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Con này thì về nhà các bác chỉ cần xoáy bóng vào đây, đấy, sau đó thì điều chỉnh ngoắt nghéo các kiểu con này đều được luôn. Và có công tắc này, thích tắt thì tắt, thích bật thì bật, nó rất là tiện. Giá rất hợp lý, chỉ có 35 cành thôi, 35 cành, lên cho em là đuôi lò xo A các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhé. Con này thì công suất của nó sẽ là 3000W, hàng cực đại luôn, công suất của nó là 3000W. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con máy sấy tóc tuyệt vời như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Qua lên cho em là sấy tóc Philips nhé. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc Philips này. Đó, sấy tóc Philips, giá của nó sẽ là 130k. Đó, lên cho em là sấy tóc này. Đó, sấy tóc Philips. Philips giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho một em mấy sấy tóc Philips như này. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá. Đấy. Công suất của nó sẽ là 3000W, công suất cực mạnh luôn. Sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, 220V, công suất là 3000W. Đấy. Công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Con này thì sẽ có hai công tắc này, hai công tắc như này và hai công tắc cấp điện này. Hàng cực kỳ là dày dặn chắc chắn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi nhá. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá, hàng của thương hiệu Philips, công suất 3000W. Giá thì chỉ có cho các bác là 130 cành trong con sấy tóc này thôi. Chạy cực kỳ khỏe, êm và mạnh như rất đẹp các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái con dao của Nhật này. Các bác lên cho em là dao Thái Vân gỗ nhá. Con này thì hàng siêu bén cho các bác xem này. Hàng rất là bén luôn, rất tuyệt vời, siêu bén cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ là ngon luôn. Giá thì sẽ là 130.000. Để em thử test cắt giấy bóng xem nó có đứt không các bác nhá. Đó, đây. Đấy, cắt giấy bóng còn đứt các bác này. Đây. Cắt giấy bóng còn đứt này là các bác biết rồi. Dao rất là bén thì nó cắt giấy bóng nó mới đứt được như này các bác nhá. Đó, cắt giấy bóng còn đứt này các bác này. Đó, rất là bén luôn. Còn nếu mà cắt các loại giấy thường thì quá đơn giản rồi các bác nhá. Đấy, giấy thường thì quá đơn giản rồi. Đấy, bỏ tranh mấy tờ nữa. Đấy, giấy thường thì quá đơn giản rồi. Đó, đây các bác này. Đấy, cắt giấy thường quá đơn giản rồi. Lên mã giúp cho em là dao Vân gỗ nhá. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 31cm. Đấy, bản của dao thì khoảng 4cm. Hàng thương hiệu Seki Made in Japan nhá. Seki Made in Japan như này. Đấy, lên cho em là dao Vân gỗ. Đây, nó sẽ có cái vân giống như Vân gỗ như này. Đấy, lên cho em là dao Vân gỗ, giá sẽ là 130.000 nhá. Dao Vân gỗ này, giá của nó sẽ là 130k cho một con dao Vân gỗ như này. Hàng này của thương hiệu Seki nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Và giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em là dao Vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k, rất đẹp luôn. Hàng con này thì nó sẽ là bo đầu bo đít như này, bo đầu bo đít như này các bác này. Đấy, chất lượng, độ bén của nó thì khỏi bàn rồi. Đây, độ bén của nó thì khỏi bàn luôn các bác nhá. Rất là bén luôn các bác này. Đó. Rất bén luôn các bác này, rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con dao chặt cán gỗ như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy. Dao chặt nhưng mà rất là bén luôn. Đấy. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Japan con này, hàng của Japan của thương hiệu Asaka nhá, Asaka Japan như này. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, dao thì rất là bén con này. Đấy, dao rất là bén luôn con này. Đây. Đấy, dao rất là bén luôn đây các bác. Đó, dao thì rất là bén các nhá. Đó, rất bén luôn con này. Đó. Dao, một con dao chặt mà có thể dọc giấy như này là các bác biết được chất lượng của dao rồi, rất là bén luôn. Asaka Japan. Con này thì nặng khoảng 5 lạng nhá. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đó, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 180k cho con dao chặt gỗ như này. 180.000 các bác nhá, 180.000. Tiếp theo là bên shop về cho các bác cái con này thì các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá. Thái gỗ, con này cũng rất là bén luôn. Giá thì sẽ là 90k nhá. Đấy, thái gỗ, giá của nó sẽ là 90k cho một con dao thái gỗ như này. 90.000 nhá. Con này thì kích thước của nó cũng giống như con Seki thôi. Đấy, con kia thì nó là Seki cao cấp, còn con này nó sẽ là Seki phân khúc bình dân. Đó, cũng rất là bén luôn con này. Đấy. Nói chung là dao của nó rất là bén nhá, rất là bén luôn. Đó, rất bén nhá. Đó, rất bén luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên cho em là thái gỗ 90k. Đấy, tiếp theo thì em bên cho bác cái con này, nó sẽ là một con dao gọt gỗ như này nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con gọt gỗ như này. Đó. 40.000 cho con gọt gỗ này các bác nhá. Đấy. Lên cho em là gọt gỗ, giá sẽ là 40k. Đó. Đây.
Đấy, lên trên là gọt gỗ nhá, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con theo. Đấy, rất bén luôn. Con này thì chỉ có 40.000 thôi. Con này thì các bác lên trên là gọt gỗ nhá. Đấy, lên trên là gọt gỗ. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k trên một con gọt gỗ như này nhá. 40.000 trên một con gọt gỗ như này. Đó. Còn các bác mua combo hai con này. Đấy, hai con này, con này 189.000 là 270 thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này. Thì các bác lên cho em là bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270.000 bao ship. 270.000 cho một bộ ba con dao cán gỗ như này. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270k. Đó. Các bác lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá, mua 2 được tặng 1. Đấy, mua 2 tặng 1. Lên thì lên cho em là bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao cán gỗ, còn mua lẻ thì các bác sẽ tính tiền theo con. Đấy, bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270k và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra test thử thanh toán nhá. Các bác cứ lôi giấy ra dọc thoải mái đúng như trên video. Đó, bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 270.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái găng tay lao động đây. Đấy, lên trên là găng tay lao động, dòng này thì cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, nó rất là bám tay các bạn. Bám tay thì các bác dùng để là nhặt cỏ làm vườn, hoặc là các bác dùng để đi làm công trình, hoặc là nói chung là dùng vào việc gì cũng được. Cái dòng này của nó thì nó giãn, độ giãn của nó rất là tốt các bạn. Đấy, giãn nhưng mà nó là giãn ôm chứ không phải là giãn doãng nhá. Đấy, nó rất là ôm. Thì các bác sử dụng nó cảm giác nó rất là thoải mái, cái tay nó rất là thoải mái các bạn này. Đấy, nó ôm vừa khít các cái ngón tay như này các bạn này. Đấy, rất là thoải mái luôn. Kích thước của nó thì nó phù hợp hết với các cái tay, tay to, tay nhỏ đều vừa hết, tại vì nó có cái độ giãn này. Đấy, có cái độ giãn như này. Đấy, dùng nó rất là thích. Đó, và giá thì ở đây thì nó sẽ lại có một cái lớp cao su thì các bác dùng để sử dụng rất là ngon luôn. Nó sẽ có một lớp cao su như này. Đấy, bám dính rất là tốt luôn. Thì con này bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, nếu mà mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi là 5 đôi thì sẽ là 40.000. Đó, 40.000 cho 5 đôi. Còn mua một bịch của nó sẽ là 12 đôi. Đấy. Thì sẽ là 70.000 các bác nhá. Đấy, 5 đôi đi. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40k nhá, 40k. Còn một bịch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Bịch của nó sẽ là một tá 12 đôi thì chỉ có 70k thôi. 12 đôi là 70.000. Đấy, các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động. Đấy, găng tay lao động giá của nó sẽ là 5 đôi là 40.000 và 12 đôi là 70.000. Đấy. Rồi, ok. Sản phẩm hôm nay thì bên shop sẽ lên cho bác một số mã dây điện không nhá. Một số mã dây điện thanh lý cho bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là 1 2 3 6 ổ cắm 6 công tắc này. Mã này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Lên cho em là mã số 6 này. Mã số 6 giá của nó sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Mã số 6 này. Đấy, mã số 6 giá sẽ là 170.000. Đó. Tiếp theo thì con này thì nó sẽ là, hôm nay thì em sẽ lên cho các bác là mã H nhá. Đấy. Mã H này. Con này thì nó sẽ là H1 này. Đấy, H1. Dây dài thì khoảng 2 mét và nó sẽ là ổ cắm khóa như này nhá. Đấy, ổ cắm khóa như này. Lên cho em là mã H1 giá của nó sẽ là 140.000 cho mã H1 như này nhá. Các bác lên cho em là H1 này. Giá sẽ là 140k nhá. 140k cho mã H1 như này. Đó, giá sẽ là 140.000. Nó sẽ là thuộc dạng là chân dẹt và ổ khóa như này nhá. Các bác xoay như này là sẽ không rút ra được này. Đấy, bắt buộc phải xoay chéo như này mới rút ra được. Còn là khi đã xoay bằng như này là khóa tiệt vào luôn. Đấy, hàng của Nhật cho nên là nó rất là thông minh luôn nhá. Đấy, nó rất là thông minh luôn. Xoay chéo này thì mới mở ra được nhá. Đấy. Con này thì lên cho em là mã H1 giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì lên cho em cái mã H2 nhá. Đấy, H2. Đây, con này thì nó sẽ có cho các bác là chân cắm ba chân khóa như này. Đấy, về nhà nếu các bác không có chân thì các bác có thể cắt cái chân phụ này đi. Đó, và cắm bình thường. Hàng của Natina các bác nhá. Đấy, made in Japan con này. Đấy, Natina made in Japan. Đó. Con này thì các bác lên cho em là H2 nhá, H2. Đó, H2 giá của nó sẽ là 130k cho một con ổ H2 như này nhá. Dây cực kỳ to khủng luôn và hai ổ cắm này. Đấy, lên cho em là H2 giá của nó sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì con này cũng 6 ổ cắm luôn. Đấy, 6 ổ cắm cũng giống như con kia. Đấy, thì con này sẽ lên cho em là H3 nhá, H3. Giá của nó cũng là 170.000. Đó, H3. Giá sẽ là 170k cho một con H3 như này nhá, 170.000. Đây. Đấy, con này với con này thì giống nhau đây. Đấy, con này thì giống nhau, hai con này giống nhau nhá. Đấy, hai con này giống nhau. Đó, thì đều là 170.000. Thì con này lên mã là H3, giá sẽ là 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là H4 này. Con này sẽ là H4 nhá. Giá của nó cũng là, con này cũng là hàng nội địa của Nhật luôn, của thương hiệu Z này. 1 2 3 4 này, cũng 4 ổ cắm như này và có khóa luôn nhá. 4 ổ cắm có khóa luôn. Con này thì lên mã giúp cho em là H4. Đấy, con này các bác lên cho em là H4. H4 rồi. Con này thì các bác lên cho em là H5 nhá, H5. H5 giá của nó sẽ là 100, con này H5 giá sẽ là 150k nhá, 150k trong cái mã H5 như này.
150.000 các bạn này. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã. Con này thì sẽ là mã H6 nhá. Có lên cho em con này sẽ là H6, 4 ổ cắm có công tắc có đèn báo luôn, 4 ổ cắm có công tắc có đèn báo. Lên cho em mã này nó sẽ là H6. Đấy, lên cho em là H6 nhá. H6 giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho cái mã H6 như này. 160.000 các bạn này. 4 ổ cắm, 4 công tắc, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, 4 ổ cắm, 4 công tắc như này. Lên cho em là H6 nhá. Đó, H6 này. Tiếp theo thì lên cho em cái mã này nó sẽ là H7 này. Đấy, H7. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con H7 này, giá của nó sẽ là đi lên cho em là H7 này. H7 này thì giá của nó sẽ là 100 con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là H7 giá sẽ là 130k. Đó. Lên cho em là H7 này, H7 130k nhá. 130k cho con H7 như này, rất là đẹp các bác này. Đây đầu có 3 ổ cắm như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì lên cho em cái con sẽ có 9 ổ cắm như này nhá, 9 ổ cắm và một công tắc tổng ở giữa như này. Con này tất cả các dòng này đều sử dụng điện 220 hết nhá. Đó, 220 hết, hàng của Z này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là H7 này, đấy. Con này các bác lên cho em là H7. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con H7 như này, giá của nó sẽ là 170.000 nhá. Đấy. H7 sẽ là 170k nhá, 170k cho con H7 như này. 170.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho em cái con này. Nó sẽ là con H8 này. Đấy. Con này là con H8 này. Con này cũng 6 ổ cắm, 6 công tắc luôn. 1 2 3 4 5 6 ổ cắm, 6 công tắc như này, dây dài như này. Đấy thì con này các lên cho em là H8 nhá. H8 giá của nó sẽ là 180k, 180k cho con H8 như này nhá. 180.000 cho con H8 như này. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác cái con này nó sẽ là con H9 này. Con này thì dòng rất là hiện đại luôn. Đó, 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 ổ cắm, 6 công tắc, cái này dòng này dòng nhấn này, rất là ngon luôn nhá. Đấy, chân cắm dẹt nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là H9 nhá, H9. Giá của nó sẽ là H9, giá của nó sẽ là 150.000, 150k cho con H9 như này. 150.000 cho con H9 như này các bác này. Đấy. Tiếp theo lên cho bác cái con H10 đi. Con H10. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Và con này thì sẽ là H10, có ổ cắm công tắc như này. Và giá thì bên shop sẽ thanh lý cho bác con H10 này. Giá của nó sẽ là lên cho em là H10 nhá, H10. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 thôi, 140k cho con H10 như này nhá. 140.000. Đây. Đấy, 140.000 cho con H10 như này. Đấy, tiếp theo thì lên cho bác cái con H11 nhá. H11 đây. Đấy, con này thì sẽ là 4 ổ cắm, 4 công tắc, dây dài khoảng trên 1 mét. Đấy. H11 nhá. H11 này. Giá của nó sẽ là 130k, 130k cho con H11 như này. 4 ổ cắm, 4 công tắc này. Đấy, tiếp theo thì lên cho bác cái con H12 nhá. 6 ổ cắm luôn, 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, dây dài khoảng 2,5 đến 3 mét, hàng của thương hiệu VCTFK này các bạn. Đúng là hàng nội địa của Nhật. Đấy, lên cho em là H12 nhá. H12 giá của nó sẽ là 120.000, 120k. Đó, rồi ok. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái lô sáp các bạn này. Đấy. Sáp viên như này thì bên shop về nó sẽ có là màu vàng, màu xanh và màu đỏ nhá. Đấy, có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, 3 màu như này. 3 màu với 3 mùi hương khác nhau. Lô này thì nó sẽ là một cái dòng cải tiến các bác nhá. Đấy, nó sẽ là thuộc dòng sáp viên như này. Thì những cái viên sáp như này thì nó giữ được cái độ thơm rất là lâu nhá. Các bạn, nó giữ được cái độ thơm rất là lâu và nó lâu bị hết đó. Nó sẽ là thuộc cái dạng sáp viên như này. Thì nó rất là tiện dụng và rất là tốt luôn các bác này. Đấy, nó sẽ là dạng sáp viên như này, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, hương hoa hồng này. Đấy. Màu đỏ này là hương hoa hồng này, đấy. Màu vàng này là hương cam này. Và màu xanh này là hương hoa nhài này, đấy. Bên shop về nó sẽ có 3 màu như này với 3 mùi hương khác nhau. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là sáp thơm nhá, sáp thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái lọ sáp thơm như này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một cái lọ sáp thơm như này. Đấy thì các bác lên cho em là sáp thơm. Lên cho em là sáp viên nhá, sáp viên. Tại vì bên shop bán rất là nhiều loại. Thì lên cho em là sáp viên, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ sáp viên như này nhá. 30.000 cho một lọ sáp viên như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái dòng sáp nó cao cấp hơn một chút, đó là cái này thì nó sẽ là đựng trong một cái lon như này, đựng trong một cái lon như này.
Cái này thì dòng này của nó là siêu thơm luôn, đựng trong một cái lon nhôm như này nhá. Đó. Về nhà thì các bác mở cái nắp này ra cho em này, giật cái tem niêm phong này ra. Rất thơm luôn, sau đó thì các bác đậy cái này lại này. Đấy, và mình sử dụng thôi. Dòng này thì nó rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy. Thì cái này thì các bác lên cho em là sáp ô tô nhá. Cái này thì các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để trong phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì lên mã giúp cho em là sáp ô tô nhá, sáp ô tô. Đó, sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá, 40k cho một lọ sáp ô tô như này. Đấy. Còn cái này thì các bác lên cho em là sáp viên nhá, sáp viên. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ sáp viên như này. Lên cho em là sáp viên, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này nhá, 30k cho một lọ sáp viên như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo gà. Một dòng là của Đức và một dòng là của Nhật, thì nó sẽ có hai loại. Loại to này thì nó sẽ là của Nhật này, loại to của Nhật này, thép SK5 nhá. Đấy, Japan này. Còn loại bé của Đức này, Made in Germany này. Đó, loại bé của Đức Made in Germany đây. Đó. Thì hai loại thì cái giá nó sẽ khác nhau một chút nhá. Đấy. Con bé này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy, con này thì các bác lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức giá của nó sẽ là 90k. Đó. Lên cho em là gà Đức này. Đó, gà Đức nhá. Lên cho em là gà Đức giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, còn con to này thì các bác lên cho em là gà Nhật này, gà Nhật này. Đó, con to này sẽ là gà Nhật nhá. Đó. Gà Nhật giá của nó sẽ là 130k cho con kéo gà Nhật này. Đó. Ở đây thì nó sẽ có hai con, một loại của Đức, một loại của Nhật như này. Sản phẩm thì các cái tính năng đều như nhau thôi. Con này thì các bác đẩy cái lẫy này ra cho em nhá. Đẩy cái lẫy này ra này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan thép SK5 này. Con này thì các bác có cái phần ngoàm như này để các bác dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này, cắt gà, cá, thực phẩm, thức ăn rất là ok nhá. Đấy, ngoài ra thì các bác có cái phần răng cưa như này nhá. Phần răng cưa này để các bác đánh vảy cá nhá, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này, kẹp cua ghẹ ở đây nhá, kẹp cua ghẹ ở đây. Đó. Hai con này thì đều như thế hết nhá. Con này thì nó sẽ là cái lẫy mở như này, còn con kia là lẫy sập nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con kéo cắt gà như này, giá con này thì các bác lên cho em là kéo gà Đức này. Lên cho em là kéo gà Đức nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một con kéo gà Đức như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, con này chỉ có 90k thôi. Còn các bác con này thì các bác lên cho em là kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật giá của nó sẽ là 130.000 cho con kéo gà Nhật như này, 130k. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, rất ngon luôn các bác nhá. Rất ngon, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo vá tường này, keo vá tường. Đấy, nó sẽ là một cái dạng keo trắng như này các bác này. Một cái dạng keo trắng như này. Keo trắng trong như này thì khi mà các bác bôi vào tường này, các bác xoa vào tường như này. Đó đây. Xoa vào tường này cho em này. Đấy, xoa vào tường như này thì là nó sẽ giúp cho các bác là làm trắng này, làm sạch này. Đấy, tẩy hết các cái phần, che hết các cái phần ví dụ như là tường bị lỗ, bị thủng hoặc là bị các cái vết trẻ em nó ấy lên thì các bác xóa được hết nhá. Ở đây nó sẽ gồm một cho các bác một cái tà lột và một cái vòi như này để các bác lắp vào. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Các cái phần tường ví dụ như là bị nứt này, bị thủng này. Đấy, bị thấm rột này. Đấy thì các bác ấy vào cho em. Đấy, các cái phần nứt của cái ví dụ như là các cái phần tô vẽ này, nứt của tường này. Đấy, các cái vết nứt chân chim này hoặc là tường lâu ngày nó bị bong chốc này thì các bác bôi vào hết cho em. Rất ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là keo vá tường nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, có cả vòi, cả bàn tà lột cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có vòi này, có bàn tà lột như này các nhá. Có vòi, có bàn tà lột như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Lên cho em là keo vá tường nhá. Đấy. Keo vá tường. Keo này, vá này, tường này. Giá của nó sẽ là 40k trên một lọ keo vá tường như này nhá. 40.000 trên một lọ keo vá tường như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái kìm vàng đa năng. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. Đây. Đấy, xuất sang Mỹ, hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác đây. Đấy, USA nhá. Đấy, USA đây. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng nhá. Đấy, lên cho em là kìm vàng. Giá của nó sẽ là 130k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, một con kìm vàng đa năng như này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết này, bao gồm là bấm cốt này, đấy, tuốt dây này. Bấm cốt này, đây. Thứ nhất là tuốt dây, thứ hai là cắt dây, thứ ba là bấm cốt này, thứ tư là các bác dùng để xoắn dây này, rồi kẹp dây các thứ luôn. Năm chức năng trong một con kìm như này. Lên cho em là kìm vàng đa năng nhá. Đấy, lên cho em là kìm vàng. Con này thì các bác lên trên tên cho em là kìm vàng được rồi. Chiều dài của nó là 22 cm. Con này cầm cực kỳ là đầm mà thích luôn. Một con kìm rất là chất lượng như này các bác này, rất là chất lượng nhá. Ngon lành chất lượng nha. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, rất đẹp các bác này. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật
và xuất cho thị trường Mỹ nhé. Hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ cho nên là rất là chất lượng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, UAE các bác này. Đấy, hàng Nhật xuất cho thị trường Mỹ nhá, UAE không nhá. Đấy, rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Shop tiếp tục về cho bác cái bộ bấm móng nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là ví hồng này. Đấy. Thì đây đầu tiên nó sẽ là một cái bộ ví hồng như này, bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con ví hồng như này nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này. Đấy, bấm cực kỳ to và khỏe và chắc chắn luôn, bấm rất là đẫy tay nhá. Đây các bác này. Đấy. Bấm rất là thích luôn các bác nhá. Đấy. Bấm tanh tách luôn các bác này, rất là đẫy tay luôn các bác này. Và rất là ngọt nhá. Đấy, bấm của nó rất là ngọt luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con bấm móng này, hai cái to, một cái to hai cái nhỡ này, một to hai cái nhỡ. Đấy, tiếp theo là đến hai cái kéo, một cái kéo tỉa lông mũi, một cái kéo tỉa nhọn này, một cái kéo để các bác cắt da tay này, một cái nhíp này và cái bộ lấy dây tai đa năng nhá, bộ lấy dây tai đa năng như này. Đấy, chọn một cái bộ sản phẩm như này. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Các bác lên cho em là ví hồng nhá. Lên mã cho em là ví hồng này, ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì nó hơn một chút là nó sẽ có cho các bác là tổng cho các bác là 14 cái bấm móng và các cái chi tiết như này. Đấy, nó sẽ có 4 cái bấm móng này, rồi có kèm thêm lưỡi này, rồi các cái đầu nạo đầu niếc luôn, rồi nạo gót chân niếc này. Đấy, có cả phần nạo gót chân như này các bác nhá. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó. Về nhà các bác lắp vào đây cho em. Đấy là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, lắp vào đây. Đấy. Cái này các bác dùng để mình nạo gót chân các kiểu nhá, nạo gót chân này. Đấy. Và cái bộ lấy dái tai này, bộ lấy dái tai này, nặn mụn này, rồi là bấm móng có 4 cái này, bấm nhỏ này, bấm nhỡ và bấm to này, rồi kìm kéo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ như này. Bộ này thì rất là đẹp, màu xanh rất đẹp luôn. Bền chắc chắn xịn sò nhá. Có cả mài rũa móng tay này. Đấy. Chọn một cái bộ sản phẩm như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên cho em là ví xanh nhá. Các bác lên cho em là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con ví xanh như này. Đấy, bộ này thì sẽ là 100.000, còn bộ ví hồng thì chỉ có 60.000 thôi. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng các bác lựa chọn sản phẩm các bác nhá. Ví xanh. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên cho em là mũi khoan đỏ, một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này. 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100, giá của nó sẽ là 110.000 cho một cái hộp mũi khoan đỏ như này nhá. Các bác lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp nó màu đỏ như này. Đấy, lên cho em là mũi khoan đỏ này. Đó. Lên cho em là mũi khoan đỏ nhá. Đó. Mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k thôi. 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi tazogen này, 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp nhá. Đấy, kích thước của nó thì đều là 4 này, đầu tiên là 4 x 12 này, tiếp theo là 4 x 20 và 4 x 32 nhá. 4 x 12, 4 x 30, 4 x 32. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là 3 mũi như này, 3 mũi như này các bác nhá. Giá thì sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan tháp như này. Lên cho em là mũi khoan đỏ nhá, giá sẽ là 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn và giá rất hợp lý nhá, mũi khoan đỏ nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ máy hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em hút bụi gạo, giá của nó sẽ là 250.000. Đó. Hút bụi gạo này. Hút bụi gạo, giá của nó sẽ là 250k. 250k trên cái bộ hút bụi gạo như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy. Một máy như này. Một máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này và một cái chổi này, một cái chổi để các bác đưa vào các cái vị trí ví dụ như là bàn phím, máy tính hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đó. Thì con này rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Và con này nó rất là khỏe nhá, rất là khỏe luôn. Đó. Đây các bác này, đây em hút thử này, nó hút được cả một con điện thoại như này là các bác biết rồi. Đó, hút cả một con điện thoại này luôn, các bác thấy không? Đó, máy nó phải rất là mạnh nhá, con điện thoại này nó phải hơn 2 lạng mà nó còn hút được như này là máy rất là khỏe nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái hút để các bác hút vào thảm này, thảm giường, bàn ghế, ghế sofa hoặc là thảm giường ngủ các kiểu nhá. Đấy các bác, đậy cái này vào cho em này. Đấy, sập vào đây. Đó, sau đó thì các bác bật lên này. Ở đây thì nó sẽ có cái tia UV nhá, có cái tia UV như này. Đấy, có cái tia UV này để nó khử khuẩn nhá, nó diệt khuẩn nhá. Các loại vi khuẩn nhỏ là qua cái tia UV này nó sẽ bị khử hết luôn nhá. Đấy, có tia UV để khử khuẩn nhá. Và các bác hút trực tiếp như này. Khi hút thì các bác đẩy trên bề mặt của thảm như này nhá.
để trên bề mặt thảm này là ok này. Đấy, để trên bề mặt thảm này là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhé. Đấy, hút bụi gạo, giá sẽ là có kèm cho các bác một cái cáp sạc của nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình. Đó. Lên mã cho em là hút bụi gạo, giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 cho một cái bộ hút bụi gạo như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Lên cho em là hút bụi gạo, giá sẽ là 250k các bác nhá. 250.000 cho một cái sản phẩm hút bụi gạo như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái bật lửa điện nhé. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con bật lửa điện như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì các bác dùng gió thoải mái luôn các nhá. Dùng gió thoải mái luôn này các bác này. Đấy. Dùng gió thoải mái luôn. Đấy. Lên mã tiếp theo là bật lửa điện nhá. Đấy. Đấy, các bác đi trên xe này hoặc dùng gió cũng không bao giờ bị tắt nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là bật lửa điện nhá, bật lửa điện. Đấy. Có lên cho em là bật lửa điện, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bật lửa điện này. Đấy, lên cho em là bật lửa điện. Bật lửa điện giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bật lửa điện như này. Rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác chỉ cần là bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác theo, bật này nó sẽ lên này. Rất luôn tiện dụng luôn nhá. Con này các bác đi gió thoải mái luôn và khi bật nó sẽ xoay cái này rất là đẹp này. Xoay này rất là đẹp. Giá sẽ là 80k cho con bật lửa điện như này nhá. Lên cho em là bật lửa điện rồi ok. Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục một về một số mang mới thì em lên gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao Thái Đức này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng đây. Hàng made in Germany nhá, made in Germany, hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức. Dòng này thì siêu bén rồi. Để em sẽ test thử cắt giấy bóng cho bác xem nhá. Đấy, đây. Cắt giấy bóng qua này. Đấy. Giấy bóng này thì nó sẽ khá là dài cho nên là cắt nó sẽ không đứt được các bác nhá. Đấy, còn em cắt giấy thường con này. Cắt giấy thường đây. Đấy, cắt giấy thường thì dao này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đó, đây con này. Đó. Cắt giấy thường con này. Lấy cái thước tươi. À Minh ơi. Đấy, cắt giấy thường này. Đó, lấy trên cái thước. Đây, đấy, các bác theo. Dao siêu bén cho bác luôn nhá. Dao siêu bén luôn. Để em đo kích thước cho bác xem. Đấy. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 35 cm nhá. Chiều dài 35 cm. Nguyên phần lưỡi là 20 cm và bản lưỡi chỗ rộng nhất này sẽ là 4,5 cm nhá. Nguyên phần cán của nó sẽ là 14 cm. Đây, dao rất dài to như này con này. Con này các bác có thể dùng để thái lọc phi lê, bổ hoa quả các thứ rất là ok luôn. Dao thì phải nói là siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, siêu bén cho các bác luôn. Con này thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá khá là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Giá chỉ còn cho các bác là 145.000. 145.000 cho một con dao Thái Đức như này. Đấy, các bác lên cho em là dao Thái Đức, giá của nó sẽ là 145k. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái con dao chặt bạc nha. Các bác lên cho em là dao bạc này. Đấy, nó sẽ là dạng thép trắng như này. Các bác lên cho em là dao bạc, hàng liền thân nhé. Hàng cực kỳ sắc bén cho các bác luôn. Đấy, để em con này thì nặng 7 lạng. Em sẽ đo chiều dài cho bác xem nhé. Chiều dài của nó sẽ là 31 cm. Bản của lưỡi là gần 20 và bản rộng của nó sẽ là 11 nhé. Con này thì khá là đầm đấy. Các bác dùng để chặt này, các bác dùng để băm chặt các thứ thì khá là ok luôn. Và giá thì rất hợp lý nhé. Lên mã giúp cho em là dao bạc nặng 7 lạng nhá. Dao bạc nặng 7 lạng, hàng mới tinh nhá. Để em thử test thử dọc giấy xem thế nào nhá. Test thử cho các bác xem dọc giấy xem thế nào. Đó, đây. Đấy không nhá. Đấy. Con này cũng rất là bén luôn. Dọc giấy mà sắc như này là các bác biết rồi. Đấy. Dao chặt mà dọc được giấy là các bác biết là dao rất là bén rồi các bác nhá. Đấy. Dao chặt mà dọc được giấy như này là khá là ok. Đấy, con này thì cái sống này nó có đánh hơi vòm một chút này, hơi vòm một chút để cho các bác có thể dùng để mình dằn hoặc là chặt thì nó cũng đập, hoặc là mình dằn đồ ăn thì nó sẽ không bị hụt các bác nhá. Đó, chiều dài của lưỡi là 20, rộng là 11 nhá. Và tổng thể chiều dài là sẽ là 31 cm, nặng là 7 lạng nhá. Con này dùng để chặt thì rất là vừa tay và đầm tay luôn. Đó. Các lên cho em là dao bạc nhá. Dao bạc nặng 7 lạng, giá của nó sẽ là 175.000. 175.000 cho một con dao bạc như này. Đấy, lên cho em là dao bạc. Đấy, dao bạc không nhá, dao bạc giá của nó sẽ là 175.000. Đây, hàng made in Japan nhá, hàng thép trắng không gì, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái một cái này đi. Cái này nó là cái kéo tròn nhá. Các bác lên theo là kéo tròn như này. Đây. Đấy, nó tròn như này con này. Đây, rất là tiện dụng này. Đấy. Con này 100% là bằng thép trắng không gỉ nhá, rất sắc bén, các bác có thể tháo ra vệ sinh như này. Đó. Hàng của Nhật này, made in Japan con này. Made in Japan. Khi các bác lắp vào thì chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó, còn khi bỏ ra thì các bác cứ xoay thẳng chiều là nó sẽ ra thôi, còn bình thường nó sẽ không ra đâu. Đấy, bình thường các bác vẫn dùng để mình cắt các thứ thoải mái luôn nhá. Rất là bén luôn. Đấy. Hàng của nó thì nó sẽ là thuộc dòng là
hàng thép trắng quá nhá, thép trắng không gỉ đây, thép trắng không gỉ này. Con này thì nó sẽ có rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Thứ hai là các bác có thể dùng để mở nắp chai, nắp lon này. Thứ ba là kẹp cua ghẹ này. Đấy, mở nắp chai, nắp lon đều ok hết nhá. Và kẹp cua ghẹ nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là một con kéo như này, rất là sành điệu. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Con này các bác mua thì bền, thì dùng thì bền vĩnh cửu luôn, bền vĩnh cửu luôn, không bao giờ nghĩ đến hỏng. Hàng rất dày dẫn và chắc chắn, nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Con này thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 120.000. Lên xem là kéo tròn nhá. Kéo tròn giá của nó sẽ là 120k cho một con kéo tròn như này, 120.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái cọ đen nhá. Coi lên xem là cái cọ như này và nó là màu đen. Cái này thì nó sẽ là bằng cước nhá. Bằng cước. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí, ví dụ như là đây. Đấy, những cái khe kẽ này nó nhỏ này. Đấy, khe kẽ này nó nhỏ. Các bác muốn vệ sinh thì các bác đưa vào, mình chà đi cho em. Đấy. Ví dụ như là chậu rửa bát này, rồi các loại bát đũa này, hoặc các cái khe kẽ vệ sinh bàn ghế, tất cả các vị trí đây các bác này. Đấy, đây như này mà nó đẩy lên như này các bác này. Đấy, nó vệ sinh rất là sạch luôn nhá. Vệ sinh rất sạch luôn. Đấy. Thì con này nó sẽ là bằng cước và ưu điểm của nó là vào những cái khe kẽ nhỏ để các bác vệ sinh. Ví dụ như con dao, những cái chỗ này các bác đưa bút giác của nó không sạch, các bác đẩy ngược như này cho em. Đó, là nó sẽ sạch luôn. Nó rất là tiện dụng. Hoặc các cái khe kẽ. Đấy, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là đi 23 cm thôi nhá, 23 cm. Đó, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 15k cho một cái này nhá. Lên cho em là cọ đen này, giá sẽ là 15k. Còn bác nào lấy từ 3 cái trở lên nhá thì giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 cái này. Đấy, lên cho em là cọ đen 40.000 3 cái, còn lấy lẻ thì sẽ là 15k cho một cái như này. 15.000 cho một cái như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ quần áo mưa hàng của Tú Phong nhá. Bộ này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, công ty Tú Phong. Hàng này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác giá rất hợp lý. Một cái bộ quần áo mưa hàng của hãng như này, giá chỉ có 195 cành thôi các bác nhá. 195k thôi một cái bộ quần áo mưa như này con này. Đấy. Hàng rất chất lượng luôn. Miền Bắc, miền Nam đang vào mùa mưa, cả nước đang mưa dầm dầm các bác. Đó thì các bác mua cái bộ này về mình sử dụng cho em. Đó. À, đi xe máy thì em khuyến khích các bác là nên đi quần áo mưa bộ nhá. Quần áo mưa bộ nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đấy. Lên cho em là bộ quần áo mưa này. Các bác lên cho em là bộ quần áo mưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000. Đó. Bộ quần áo mưa. Quần áo mưa nhá. Giá của nó sẽ là 195k cho bộ như này nhá. Nhiều bác mà đi xe máy, xe đạp mà mặc cái áo mưa choàng là rất là mất an toàn nhá. Nhiều bác sẽ bị quật rồi ngã. Đây các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái mũ. Các bác lột ra thì cái mũ nó sẽ lộn ra, còn nếu mà mình không thích đội mũ lằng ngoằng thì các bác có thể cho vào, đặc biệt là miền Bắc mùa đông thì mình có thể mặc thay áo rét được, thì các bác không muốn đội mũ thì các bác cho vào. Còn bình thường nó sẽ là một con mũ như này. Đấy, áo rất là to rộng luôn, chất áo thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhé. Đấy, có cả miếng dán như này con này. Đấy, có miếng dán như này, các bác có thể bỏ ra này. Đấy, các bác có thể bỏ ra đây. Đấy, khóa của nó rất là chắc chắn luôn. Áo này của nó là áo hai lớp cô nhá, áo hai lớp chứ không phải áo một lớp nhá. Đây. Đấy, hai lớp như này các bác này. Trần máy rất là kỹ luôn. Đây, những cái đường kim mũi chỉ thì nói chung là khỏi phải bàn, là không có một tí chỉ thừa nào luôn các bác nhá. Đó. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem luôn để cho các bác nhìn cho nó trực quan sinh động. Đây. Rồi chào các bác nhá. Đây nha, em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Con này thì nó sẽ là cỡ 3XL, là cỡ rất là to luôn. 3XL đây. Đấy các bác này. Đấy, 3XL cỡ to luôn nhá. Đây. Người em là 1m65, nặng gần 70 cân thôi nhá. Đấy, thì nói chung là người em mặc thì em thì cũng là tạng người trung bình thôi, không to không nhỏ, nhưng mà cũng rất là ok rồi. Bác nào người to tí mặc cũng ok, hoặc là bác nào người nhỏ một chút cũng được. Đây em mặc nó cũng chấm đến đùi rồi này các bạn. Đây đầu gối đây chấm đến đùi rồi. Nói chung là bác nào người to tí mặc ok, người nhỏ tí mặc cũng được, không sao. Áo mưa thì mình mặc nó rộng tí cũng không ai chê trách nhỉ, không ảnh hưởng gì cả. Và đây mũ đây, các bác có thể đội mũ lên này. Đấy, đội mũ lên cũng rất là ok luôn các nhá. Đội mũ lên cài khóa vào. Đấy. Miền Bắc thì đang nắng nóng lắm mà em cũng cố tình mặc vào cho các bác xem cho nó. Đây. Quần của nó cũng khá là to luôn các bác. Đây. Quần rất là to này các bác. Đấy, quần rất to này luôn, mặc thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Rồi. Giá thì sẽ là 195k. Đây. Quần đây các bác này. Đây, quần em ướm vào đây. Đấy. Quần em ướm vào gọi là rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Rất rộng rãi luôn. Bác mặc nó thoải mái. Thì nó là cả một bộ như này. Thì khi các bác mặc thì
nó rất là an toàn, cũng như là các cái dòng quần áo mưa, áo choàng bình thường thì nó cũng không an toàn được. Đấy, các bác dùng đi xe rất thoải mái. Đấy, quần kia của nó cũng máy trần rất là kỹ luôn. Đấy, quần của nó đây, quần này, quần của nó đây. Đấy, đường máy trần rất là kỹ này. Đây, những cái đường này của nó đều là 100% là ép chín hết các bác nhá. Đấy, những cái đường chỉ này của nó ép chín hết, cho nên nước nó không ngấm được. Bên ngoài thì nó, bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng một cái loại vải mà tráng ni lông, cho nên là dùng nó không bị ngấm. Đó, giá thì sẽ là 195.000. 195.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là bộ quần áo mưa. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ quần áo mưa, giá của nó sẽ là 195.000 các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn một cái nồi các bác nhé. Đây, còn một cái nồi. Nồi này của nó thì nó sẽ là một cái nồi... Con này bao nhiêu sen đấy Tư nhỉ? Cái nhỡ. Còn một cái nồi nhỡ 20 sen đấy nhá. Hàng của thương hiệu Elmix nhỉ. Hàng thương hiệu Elmix cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Elmix các bác nhá. Hàng của Elmix cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, còn một con này nữa. Bên em đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì các bác lên cho em là nồi 20 nhá. Con này bên em hình như đang bán là 150. Thanh lý nốt cho bác với giá là 100k. Yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng nhá. Có lên cho em là nồi 20 này. Đó, nồi 20. Thanh lý là 100k nhá. 100k yêu cầu chuyển khoản hết cho em. Nồi 20 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giá úp kệ úp cốc nhá, kệ úp cốc như này. Đấy, lên cho em là úp cốc nhá, kệ úp cốc. Con này thì bên shop đang bán là 150. Hôm nay cũng về cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 90k cho một cái kệ úp cốc này thôi. Kệ úp cốc giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái kệ úp cốc như này. Đó, giá của nó sẽ là 90k. Con này thì úp được 6 cái cốc luôn. 1 2 3 4 5 6 cái cốc, và chiều cao của nó thì nó sẽ tổng thể vào khoảng hơn 20 cm. Nguyên cái phần úp này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10 cm, trên dưới 10 cm. Thì các loại cốc to, cốc dài các bác úp đều vừa hết. Đấy, mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là kệ úp cốc giá sẽ là 90.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lấy vít gãy nhá. Qua lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì chuyên để cho các bác lấy các cái dòng vít bị gãy, bị rỉ sét lâu ngày. Đấy thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, chuyên để lấy vít gãy. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ lấy vít gãy như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 60k thôi nhá. 60k cho một cái bộ lấy vít gãy như này. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái tất cả nhá. 5 cái tất cả. Đấy, 5 mũi khác nhau, các bác về các bác lắp vào máy khoan. Đấy là các bác đưa vào các bác khoét ra cho em là xong. Đó là những cái cây vít mà nó bị gãy bên trong là sẽ lấy ra được luôn. Đấy, lên cho em là bộ lấy vít gãy nhá. Bộ lấy vít gãy giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 cho một cái bộ lấy vít gãy như này. Đấy, lấy vít gãy giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái bộ lấy vít gãy như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay cơm nhá. Các bác lên cho em là khay cơm. Đấy thì nó sẽ là một cái khay như này, cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng khi mà mình mang cơm mang thực phẩm mang thức ăn các nhá. Đấy, mang cơm thực phẩm thức ăn thì rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý rồi. Đây, một cái khay cơm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái khay nắp rất là xịn sò luôn nhá. Nắp rất xịn sò luôn. Đấy, một cái khay như này các bác mang cơm mang thức ăn thực phẩm đều ok hết nhá. Và có kèm cho các bác là một cái thìa và một đôi đũa như này, rất là nhỏ xinh. Đấy, hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, rất mềm, dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đôi đũa cũng nhỏ xinh như này, khoảng gần 20 cm. Đó, để các bác có thể để ở đây luôn, rất là tiện này. Đấy, đôi đũa thì mình để ở đây. Và các bác khay này các bác mang cả cơm cả thức ăn rất là ok, cơm thức ăn canh rau. Có cả cái nút này để các bác xả hơi nhá. Đấy, nút này để các bác xả hơi này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Cái này thì hàng của thương hiệu Starbucks nhá. Đấy, nó dùng để nó tặng cho công nhân đi làm nhá. Đấy, dùng để tặng cho công nhân đi làm, nên là nó cũng khá là tiện dụng. Giá thì bên shop đang nó có giòn luôn, rất chắc chắn nhá, chống nước thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là khay cơm nhá, khay cơm giá của nó sẽ là 60k. Đấy, lên cho em là khay cơm này, khay cơm giá là 60k cho một con khay cơm như này. 60.000 cho một cái khay cơm như này nhá, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái chậu thớt nhá. Đây nó sẽ là một cái chậu,
và có thể dùng như một cái thớt được luôn. Đấy, có cả nút để cho các bác xả nước ở đây nhá, xả nước ở đây được luôn, rất là tiện này. Đó, ở đây thì các bác ấn như này cho em này. Đấy, bình thường thì các bác dùng để làm một cái thớt thái như này, và khi bình thường thì khi dùng thì các bác lại ấn nó xuống, nó thành một cái chậu như này nhá, một cái chậu như này. Đường kính của nó cũng khá là sâu luôn. Đấy, đường kính của nó thì nó vào khoảng là 10 cm, vào khoảng 10 cm thì cũng đựng được khá nhiều nước luôn. Và các bác có thể đẩy cái lẫy này lên để mình mở van nước ra luôn, xả van nước trực tiếp luôn nhá. Đấy, rất là sạch. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý cho bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em là thớt chậu nhá. Đấy, thớt chậu thì các bác đẩy lên như này, đẩy lên như này cho em thì nó sẽ lại thành một cái thớt nhá. Các bác dùng để mình thái thực phẩm, thái thức ăn ở đây rất là ok. Đấy, còn bình thường thì các bác lại dùng như một cái chậu đây, đặt xuống như này, mình lấy thớt mình dùng để thớt mình thái, rất là tiện luôn. Đó, lên cho em là thớt chậu nhá, giá của nó sẽ là 70.000. đó, thớt chậu này. Đó, thớt chậu giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một cái thớt chậu này, rất là tiện luôn. Đấy, cái này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa cứng nhá, các bác thái thoải mái luôn. Đấy, thái thoải mái luôn, còn cái này bằng cao su nhá. Đó, rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái nho táo nhá. Cái này thì nó sẽ là táo, một cái loại táo cực kỳ là to luôn các bác này. Đấy, táo rất là to luôn. Cái này thì các cái công dụng thứ nhất là các bác dùng để mình ngâm rượu này, thứ hai là mình hãm nước uống trực tiếp luôn. Các bác có thể cho vào hãm nước như hãm chè uống trực tiếp luôn, ngâm rượu hãm nước, hoặc các bác mình nấu chè, hoặc là nấu các loại chế biến thức ăn đều ok hết nhá. Đó, táo đỏ, coi lên trên là táo đỏ của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đó, 100k cho một bịch như này, 100k cho một bịch như này. Lên cho em là táo đỏ Nhật nhá, táo đỏ của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, bịch này của nó thì khoảng gần 1 cân nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 100.000 cho một bịch táo đỏ như này thôi. Các bác có thể mua về để ngâm rượu. Đấy, mua cho em một bịch này để ngâm rượu này, hoặc là các bác dùng để hãm nước uống trực tiếp luôn. Các bác cứ hãm cho em 3 đến 5 quả cho vào một cái bình mình hãm, uống cả ngày luôn, cũng rất là thơm và rất là tốt nhá. Cái táo đỏ này rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khóa vali nhá. Khóa vali thì bên shop có 2 mẫu đây. Đấy, 2 mẫu như này. Đấy, cái này thì các bác chỉ cần là đảo số đi thôi là nó đã không mở được rồi nhá. Đấy, các bác sập khóa vào và đảo số đi là xong. Đó, coi nhá, rất là tiện luôn. Đây, đấy thì nó sẽ có một con to, một con nhỏ như này. Đấy, một cái dòng khóa vali rất là tiện nhá. Mật khẩu thì bên shop đang để mặc định là số 0 thì các bác cứ để số 0 là mở ra. Đấy, còn lại là các bác cần xoay đi như này là đã không mở được rồi. Đấy, còn các bác muốn cài mật khẩu như nào cũng được. Đó, thì cái con khóa to này sẽ là 60.000, còn con nhỏ này là 40.000 nhá. Đấy, 40.000 thì tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đó, các bác cứ để mặc định cho em là số 0 nhá, để mặc định cho em là số 0 để mình đóng mở này. Đấy, số 0 này. Đấy, số 0 là mình đóng vào này, sau đó thì mình xoay mật khẩu đi là xong. Đó, con to này là 60.000 và con nhỏ này là 40k nhá, 40k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái móc chìa khóa nhá. Cái này các bác dùng để cho vào chìa khóa rất là tiện luôn. Đấy, các màu sắc hình, các màu sắc khác nhau này. Đấy, tận rất là nhiều màu luôn. Giá thì rất hạt rẻ nhá. Đấy, cái này thì bên shop đang bán là 10.000. Đợt này thì tri ân khách hàng vừa bán vừa tặng cho các bác 5.000 cho một chiếc như này. 5.000 cho một chiếc móc khóa da như này nhá. 5.000 cho một chiếc thôi. Đấy, các bác lên cho em là móc khóa da nhá. Các bác về các bác treo vào cái chùm chìa khóa nhà mình để cho nó khỏi bị mất. Đấy, khỏi bị mất, khỏi bị thất lạc. Đấy, nó có một cái vật to như này thì khi mình tìm thì nó sẽ rất là dễ thấy. Đấy, khỏi bị thất lạc, và nó có luôn một cái vòng này luôn. Lên cho em là móc khóa da nhá. Giá sẽ là 5.000 một chiếc. Bác nào mua 10 thì sẽ được tặng một nhá. Đấy. Đấy, mua 10 tặng một, mua 10 tặng một. Đấy, 5.000 một chiếc và mua 10 tặng một. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Đấy, máy xay khô. Cái này thì đây em đã cho gạo vào đây rồi các bác này. Cho gạo vào đây rồi. Em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Con này xay cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Xay rất là khỏe luôn nhá. Lưu ý các bác là cái dòng máy xay này thì các bác xay thì nhấp nhả cho em nhé. Mình đừng dùng ép. Đấy, nhấp nhả cho nó motor nó có thời gian nghỉ quá này. Đấy, đây là em đang cho gạo vào xay nhá. Đấy, em cho gạo vào xay rồi đấy. Đây các bác xem này. Đây. Đấy, xay ra nó mịn như này các bác này. Đấy. Thì các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay cà phê hoặc là xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại hạt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy xay như này. Giá của nó đây, khi bác đậy thì nhớ là cái lẫy này nó là cái lẫy để ăn nút điều khiển này. Đấy, ăn công tắc này. Bác cho đúng lẫy đi em nhá. Con này thì máy chạy cực kỳ là khỏe luôn.
Công suất của nó thì nó sẽ là 250W này, điện 250V 50Hz. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy xay khô 120K. Các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này, giá của nó sẽ là 120 cành thôi. 120 cành cho một con máy xay khô. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá của nó sẽ là 80K cho một cái bộ hút rửa bát như này. Lên cho em là hút rửa bát này. Đó. Hút rửa bát giá của nó sẽ là 80K cho một bộ nhá. 80K cho một bộ hút rửa bát như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đây, sẽ bao gồm cho các bác là một cái ống dẫn như này này, một ống dẫn này, một đầu vòi để các bác ấn điều khiển này. Đấy, một đầu vòi các bác ấn điều khiển cho em. Đó. Và sẽ có cho các bác là các cái nắp như này để các bác nắp vào đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hướng dẫn này các bác này. Đấy. Các bác lắp vào chậu rửa này, sau đó thì cho vào cái lọ nước rửa bát nhà mình, sau đó thì sử dụng thôi, rất đơn giản như này thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì chỉ có 80K nhá, hàng cực kỳ chất lượng và giá rất hợp lý cho các bác luôn. Bơm của một lọ nước này. Đấy. Lắp vào nó xong rồi. Đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đấy, rất đơn giản thôi. Khi các bác dùng thì mình không cần phải động tay vào cái lọ nước rửa bát nữa. Chỉ cần ấn xuống là xong thôi, rất là tiện này. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế ngoài lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên bồn rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi, mua một lần dùng cả đời luôn các bác nhá. Đấy, con này thì nó không bao giờ nó hỏng rồi, bằng inox sáng bóng như này. Đấy, các bác cứ bóp như này là dây nó kết nối là nó sẽ hút cái nước rửa bát lên cho bác. Lên cho em là hút rửa bát nhá. Giá sẽ là 80 cành trong cái hút rửa bát như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, các bác lên cho em là khay inox siêu mỏng. Cái này thì nó cũng vừa phải thôi, nó không mỏng lắm, nhưng mà em cứ lên tên trước như thế để khi các bác nhận hàng các bác khỏi bỡ ngỡ. Còn các bác lại bảo là bán cho tao cái hàng mỏng tang như này. Đấy, nói chung là nó cũng bình thường, nó không đến nỗi là quá mỏng đâu. Đấy, con này thì nó cũng bình thường thôi, không nỗi là quá mỏng, nhưng mà em cứ lên tên thế cho nó chắc ăn. Không đến lúc các bác đến là các bác lại chê khay inox này, đó, khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, khay inox siêu mỏng giá của nó sẽ là đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá là 60K cho một bộ 5 khay như này. Đấy, khay inox siêu mỏng giá là 60.000. Đấy, mỗi khay đều có nắp hết nhá. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào trong bếp nhà mình. Đấy, trong bếp nhà mình hoặc là để vào tủ lạnh đây. Nó có nắp đậy như này rất là đẹp đây. Đấy, vừa vặn khuôn sinh luôn, đậy nắp như này. Rất là tiện nha, nắp của nó rất là chặt và khít luôn. Đó. Thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay này. Đấy, nó sẽ có các kích thước khay là bao gồm là 18 này, sau đến 16 này. Sau là đến 18, 16 này, 14 này, đấy, 14 này, 12 này và 10 này. Đấy. Các khay đều có nắp hết nhá, các khay đều có nắp hết. Khi các bác không dùng nữa thì mình có thể bỏ chồng vào nhau rất là gọn luôn. Đấy, đây. 1 2 3 4 5, 5 cái khay như này. Đều có nắp hết cô nhá. Đấy, khay nào có nắp của nó khay đấy luôn. Đấy, rất là khuôn sinh như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 cho 5 cái khay như này. Tính ra vào chỉ có hơn 10.000 cho một cái khay như này thôi. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đựng phẩm, đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Giá thì chỉ có 60K cho cái khay inox siêu mỏng này. Lên cho em là khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tẩy xanh các nhá, tẩy xanh. Cái này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25K cho một hộp tẩy xanh như này. Các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi hoặc là tẩy ô tô rất là ok luôn, tẩy bếp nhá. Lên cho em là tẩy xanh nhá. Đó, tẩy xanh. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, tẩy xanh này. Giá của nó sẽ là 25K. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, đây một cái xoong này, bẩn này. Đấy. Mỗi xoong này bẩn như này. Đây các bác này. Đấy. Dỉ sét này, các bác thấy không? Đấy, đánh dần đi nó sẽ sạch như này luôn. Đó, các bác thấy không? Sạch bóng luôn nhá. Xoong nồi các thứ, những cái đồ gia dụng nhà mình bẩn thỉu này, các bác đưa vào tẩy hết đi cho em nhá. Chuyên để tẩy xoong nồi luôn. Giá thì chỉ có 25K cho cái bộ tẩy xoong nồi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái nồi chiên ngập dầu nhá. Lên cho em là nồi chiên ngập dầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành cho một con nồi chiên như này thôi. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Dòng này thì nó sẽ không có vung đâu nhá. Không có vung, nó chỉ là một cái nồi chiên bình thường như này. Và có cái giá đỡ như này này, có cái giá đỡ như này để các bác đặt vào này. Các bác đặt vào thì khi mà chiên rán xào nấu thì các bác để lên cho em, nó rất là tiện. Đây. Đấy, mình chiên rán xào nấu thì mình để thực phẩm ở đây. Ví dụ rán nem rồi rán bánh, rán đồ ăn để đến đây cho em.
Hàng này thì nó sẽ là chống dính nhá, chống dính. Đường kính của nó là 20 cm và chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 7-8 cm nhá. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Lên mã giúp cho em là lên cho em là nồi chiên ngập dầu nhá. Đấy. Lên cho em là nồi chiên này, đó. Nồi chiên ngập dầu. Đó, nồi chiên ngập dầu nhá. Đấy. Nồi chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong cái nồi chiên ngập dầu như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng này. Đường kính là 20 cm. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chống dính như này nhá. Đấy, chống dính như này. Đấy, chống dính đánh nhám chống dính cho các bác luôn. Khá là dày dẫn chắc chắn, các bác dùng để rán nem này hoặc là chiên khoai tây này hoặc là chiên các cái đồ để mình chiên rán xào nấu rất là ok luôn. Đó, giá chỉ có 100k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dây tắm các bác nhá. Đấy, dây tắm, cái này thì các bác cầm hai tay như này, hai đầu này. Đấy, sau đó thì mình tắm kỳ cọ lưng này rồi tay chân này. Đấy, nó bằng silicone mềm, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là dây tắm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25k. Đó, các bác lên cho em là dây tắm này. Đó. Dây tắm, con này em đang bán là 30.000, xả cho bác còn là 25k cho một con dây tắm như này nhá. 25.000 cho một cái dây tắm như này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, bằng silicone mềm này. Massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, và các bác chỉ cần xả nước qua một cái là nó sạch luôn, rất vệ sinh sạch sẽ. Đấy, sau đó thì mình lại treo lên. Đây có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ là bằng silicone mềm như này. Massage cơ thể rất là tốt luôn. Các bác đưa về để mình kỳ cọ này, lưng này rồi là tay chân này, rất là ok luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một cái dây tắm như này nhá. Đấy. Thì nó sẽ có hai đầu luôn. Đấy, các bác có thể dùng để massage hai đầu này, đầu này cũng có bi này và đầu này là cái chấm nó dài hơn một chút này. Các bác có thể massage hai bên mặt này luôn, rất là sạch sẽ và thư thái cơ thể nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một cái dây tắm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục gửi cho bác cái dòng sản phẩm đó là băng keo trong nhá. Các bác lên cho là băng keo trong, con này thì dán xong rồi cái đấy bỏ lên, rút ra bỏ lên trên bàn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, bám độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một quận này thì chiều dài của nó khoảng 5 mét nhé, tha hồ thoải mái dùng luôn. Các bác có thể dán ổ điện này rồi dán các loại. Đấy, con này nó độ bám dính của nó rất là tốt. Đấy, giá thì chỉ có giá của nó sẽ là 25k nhé, 25k. Lên theo là băng keo trong nhé, băng keo trong giá sẽ là 25.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để dán điện thoại này. Đấy, rồi là dán các cái vật khác này. Đấy. Dán không thích thì mình lại lột ra, nó rất là tiện. Đấy, nó cố định luôn. Đấy, rất là chắc nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này thôi. Đấy, dính viên gạch này. Đấy, viên gạch dính lên tường các bác nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại bóc ra, nó không có ảnh hưởng gì đến tường cả, rất là tiện dụng. Giá chỉ có 25k đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái mẫu nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nhá, điện 220V đây. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 1000W, điện 220V, đường kính là 28 cm nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng nồi như này, có chống dính luôn. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết. Công tắc của nó thì nó sẽ có số 1, số 2. Đó. Và khi các bác ăn lẩu thì các bác dùng nguyên một tầng như này, có nắp đậy cho bác nhá. Đấy. Bỏ anh cái biển đây. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể dùng thành 2 tầng để mình hấp này, hấp bánh bao, hấp thực phẩm rồi là các loại đều ok hết nhá. Đây. Đấy, để nó rất khít như này, các bác đậy lên cho em là xong này, rất là đẹp luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá thì chỉ có 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Cho một cái mã nồi lẩu 2 tầng như này, rất xịn sò con bò luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon. Khay hấp của nó thì bằng nhôm bằng inox nhá, rất chắc chắn nhá. Và chảo thì của nó sẽ là một dòng đường kính 24 cm, 28 cm và chống dính như này nhá. Tráng đá chống dính nhá, rán chiên xào nấu đều ok hết. Đó, và giá rất hợp lý nhá, nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình hấp bánh bao này, hấp đồ xôi này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, hai khuôn như này, rất đẹp luôn. 28 cm, công suất 1000W, giá shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000, nồi lẩu 2 tầng. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini các bác nhá.
lên mã cho em là bếp ga mini. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bếp ga mini như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con bếp ga mini như này, rất tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học. Đấy, đi làm nói chung là đều ok hết. Các bác chỉ cần có một cái bình ga mini thôi. Đấy là mình lắp vào. Đây, ở đây thì chân đế của nó rất là chắc chắn luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chân đế rất chắc chắn nhá. Đấy, hệ thống đánh lửa tự động, đánh lửa tự động. Cái phần kết nối dẫn ga đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết như này. Đấy, cho nên là các bác dùng rất yên tâm luôn. Đấy, khi để nó rất là chắc chắn này. Đấy, các bác có thể để các loại nồi nước lên rất là ngon đây. Đấy, để cái nồi lên rất là ngon này, rất chắc chắn luôn các bác nhá, rất chắc chắn luôn. Đó, để lên rất là chắc chắn nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho bác luôn. Một cái bếp ga mini như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k cho con bếp ga mini như này. Hệ thống dẫn lửa bằng đồng hết nhá. Đấy, rất là chất lượng và xịn sò luôn. Giá rất hợp lý. Lên theo là bếp ga mini, giá thì sẽ là 100k cho con bếp ga mini như này. Đó. Lên mã theo là bếp ga mini nhá. Đó. Bếp ga mini này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục quay lại để gửi tới các bác các mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng không nhận hàng nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên đó là nay shop tiếp tục về cho bác cái lô băng keo dính hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, made in Japan luôn các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Đấy thì cái này bên shop sẽ bán theo cân, một cân của nó sẽ là 80.000 cho một cân nhá. Đấy, một cân sẽ là 80.000 một cân. Còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận này. Đấy. Một quận này thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Hàng này thì siêu dai siêu dính các bác nhá, siêu dai siêu dính, hàng bãi Nhật cho nên là nó hơi bị quăng keo các thứ, nó là bình thường các bác nhá. Vấn đề của nó là băng keo xịn. Đấy, nó mỏng, dai và bám dính rất là tốt luôn. Đây các bác này, test cái độ dai cho bác xem này. Rất dai luôn nhá. Rất dai, rất mỏng và độ dính của nó thì khỏi phải bàn rồi, rất dính luôn. Đó. Và các bác dùng nó không bị chảy nhá, nó không bị chảy. Hàng nội địa của Nhật, hàng made in Japan các bác nhá. Đó, đây made in Japan các bác này. Đây. Hàng nội địa của Nhật made in Japan các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái quận băng keo như này giá là 10k nhá. Đấy. Lên cho em là băng dính điện nhá, băng dính điện 10k một quận như này. Đó, còn mua cân thì nó sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1kg nhá. Đấy, còn mua nửa cân thì giá sẽ là 50.000. Nửa cân là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 một cân. Hàng siêu dai siêu dính cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cho các bác. Đấy, rất xịn sò và chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Đấy, chất lượng cho bác luôn. Đây. Để em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn nhá. Đây, người em là 70 cân các bác. Đây. Người em 70 cân. Đấy. Em để lên trên giẫm đạp thoải mái luôn. Chắc chắn luôn các nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn. À, kích thước của nó sẽ là 42, chiều rộng là 42, chiều cao là 20. À, chiều dài là 42, cao 20, rộng 20. Đấy. Mở ra mở vào này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn to này, một ngăn to này, một ngăn to này và hai ngăn nhỏ hai bên, tức là tổng của nó sẽ là có 5 ngăn. Đó. Cánh thì có thể ập ra ập vào như này. Ập ra vào này rất là tiện luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 42 đấy, nhân 20 nhá, dài rộng và cao. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480 cành nhá. 480k trong cái thùng đồ nghề như này. Đấy, 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đây, qua sách qua này. Đấy. Hàng của thương hiệu Matador nhá. Đây. Matador made in Germany này. Đó. Chữ khắc chìm luôn, Matador made in Germany. Đấy, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái khóa như này để cho các bác có thể khóa vào này. Đây. Đai điếc của nó này, rất dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Một con thùng đồ nghề rất chất lượng này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đai điếc quai kiếp cực kỳ chắc chắn luôn. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy. Xách ra đi vào cực kỳ là ngon luôn, rất êm ái nhẹ nhàng nhá. Rất là ngon luôn và giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là thùng đồ nghề nhá. Giá là 480.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là cái shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là tất 10 đôi. Thì bên em có hai mẫu, một mẫu là màu đen và một mẫu là màu trắng nhá. Mẫu màu đen và mẫu màu trắng như này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 đen này. Tất 10 đen này. Đấy. Hoặc là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 trắng. Giá thì đều là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đấy, 90k trên một địch 10 đôi như này. Bên em bán theo vỉ nhá, không bán lẻ nhá. Đấy.
hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, đấy các bác này, đây tất của nó rất là dày dẫn chắc chắn. Một là vỉ này của nó là 10 đôi luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Hàng co giãn 4 chiều cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Bên em có hai màu, màu đen và màu trắng như này. Đấy, màu đen và màu trắng như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Nên đã giúp cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhé. Đấy. Các bác mua như này là quá rẻ luôn, mua một vỉ như này là 90.000, 10 đôi dùng 1 năm luôn, dùng 1 năm mất có 90.000, quá rẻ luôn. Hàng của thương hiệu Nai nhá, hàng thương hiệu Nai của Nhật có này. Nai của Nhật, hàng đây, Nai này, thương hiệu Nikkei của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là tất 10 nhá, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sạc bình ắp quy nhá. Sạc bình ắp quy thì bên shop có hai mẫu, đó là mẫu 12V và mẫu 24V. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất đi các nước luôn, xuất đi cả châu Âu cả các nước luôn, nó xuất đi một phát là 24 nước luôn nhá, 24 nước các bác này. Đấy, hàng xuất đi các nước luôn. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ rồi nói chung là Nga rồi Pháp rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Germany các bác này. Đấy. Germany này, hàng xuất đi các nước luôn. Thì con này thì nó sẽ là sạc bình 12V và công suất của nó sẽ là 4A nhá. Đấy, 4A. Đấy, bình 12V và 4A. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V trở về nhá. Hàng của thương hiệu Foxer, Foxer thì nó là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, Foxer là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, xuất đi các nước luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, lên cho em là sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình này. Sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Giá sẽ là 190k nhá, 190k cho sạc bình 12V như này. Ngoài ra thì bên shop có cái sạc bình 12-24, tức là con này thì đa di năng hơn, sạc được cả bình 12 cả bình 24. Tất cả hai con thì đều là hàng đa di năng nhá. Đấy, khử xun phát rồi chống đảo chiều rồi chống mất cực các kiểu con là điều luôn. Đó, một con sạc bình rất chất lượng như này, hàng xuất đi các nước luôn. Đó. Thì con này nó sẽ là 12-24 nhá, sạc bình 12-24. Đấy, một loại là sạc 12 còn một loại là sạc 12-24 nhá. Đây. Các bác lên cho em là sạc 12-24. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc 12-24 này là sẽ là 290k nhá và bao ship nhá. Đấy, 290.000 và bao ship. 290k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Thì nó sẽ là có hai loại, một loại là chuyên chỉ có sạc 12V, còn loại con to này thì sạc cả 12 cả 24 luôn. Sạc cả 12 cả 24. Giá thì sẽ là 290.000, con này là 190.000. Đó. Tiếp theo, bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Đấy, khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi qua rồi thì nó sẽ tắt nhá. Đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đấy. 90k các bác nhá. Đấy, liên quan là đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác chỉ cần đấu điện vào này là xong và treo ở các vị trí nhá. Đấy, có người đến thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt. Nó có chế độ là 15 giây, 45 giây và 5 phút nhá. Đây. Đấy, và có chế độ ban ngày, ban đêm hoặc là cả ngày cả đêm luôn. Đây. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Con này thì dùng đa di năng, các bác có thể dùng để ở các vị trí mà mình nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng được. Đấy, các bác chỉ vào 5-10 phút mình ra thì mình cứ ở trong đấy là nó sẽ sáng và mình đi ra nó tắt, khỏi vì bật công tắc mất thời gian mất công. Đấy, cứ có người đến thì sẽ là sáng và đi qua thì một đủ thời gian thì nó sẽ tắt nhá. Giá sẽ là 90k, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn này, đấy, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhé. Qua lên cho em là cam mô hình, có cả điều khiển cho bác luôn, điều khiển ốc ác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Một con cam mô hình như này, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, lên cho em là cam mô hình. Đấy, tức là nó chỉ là một con đèn như này thôi và một con đèn nó giả cam nhá. Có 3 chế độ này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Nói chung là con này cũng khá là sáng luôn. Khá sáng và tiện dụng quá nhá. Đấy, qua theo. Đây. Khá sáng và tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con cam mô hình như này giá chỉ có 100.000 thôi. Năng lượng mặt trời nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, rất là tiện. Về nhà các bác chỉ cần là để vào cái vị trí nào, bắt vào cái vị trí nào có đủ ánh sáng là ok, là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Đấy, nó cũng là thuộc dòng cảm biến, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác này, đấy ban đêm nó sẽ sáng nhá. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện các bạn. Đấy, dòng cảm biến như vậy rất là tiện luôn. Đấy, có cả điều khiển cho các bác luôn, có cả điều khiển tắt bật cho các bác luôn này. Đấy. Bật lên tắt đi thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, nó rất là tiện cho các bác luôn. Đây. Đấy, số 1 này, đấy, số 2, số 3 này, tắt đi bật lên này, đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, tắt đi này,
bật lên này. Đấy, rất là tiện nhá. Đây. Đấy các bác nhá, đây điều khiển đây. Bật lên này, đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, sáng 2 này, sáng 3 này, tắt đi này, rất tiện luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho anh em là cam mô hình nhá, cam mô hình này. Cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cam mô hình như này. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác sản phẩm, nó là cái quạt ô tô nhá, giá của nó sẽ là 130.000 cho con quạt ô tô như này. Con này thì cũng khá là tiện luôn, các bác dùng trên ô tô cho em để mình sử dụng, mình làm quạt ô tô. Con này thì nó sẽ là 12V, 12V thì các bác có thể lắp vào áp quy cũng được, lắp vào áp quy mình dùng rất là mát các nhá. Đấy thì các bác chế vào đây, cái đầu này là đầu dương này, còn cái này cái lẫy này là âm này. Đấy thì các bác chỉ cần là hàn hai cái dây vào đây, sau đó thì mình kẹp vào bình áp quy cho em nhá, là mình sử dụng thôi. Con này thì có thể xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ nhá, rất là tiện luôn. Đó thì một cái con quạt ô tô như này giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, công suất của nó sẽ là 12V nhá, 12V. Các bác cứ đấu vào cho em vào cái bình 12V là ok, hoặc là lên cắm trực tiếp vào tẩu ô tô. Cái này thì nó sẽ là cắm tẩu ô tô nhá, rất là mát luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Một con quạt ô tô như này giá chỉ có cho các bác là 130k thôi, 130 cành. Lên cho em là quạt ô tô. Bỏ anh cái máy đó rượu này. Quạt ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là máy rót rượu tự động này. Đấy, hàng về số lượng này phục vụ anh em dân nhậu luôn nhá. Hoặc là các bác có trong này, hoặc các bác dùng trong nhà hàng rất là ok. Thời gian để sử dụng liên tục của nó đây. Đây các này, dung tích của nó là 1.2L này, dung lượng pin 1.500mAh này. Đấy, các thông số rất đầy đủ luôn nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Thời gian sử dụng từ 5 đến 6 tiếng này, sạc pin 5V DC này, kích thước của nó sẽ là 22 x 18 x 29 cm này, nặng 0,5 kg, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, thì bộ phận khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Đấy, máy rót rượu này, máy rót rượu tự động. Giá của nó sẽ là 270k nhá, 270.000 cho con máy rót rượu này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Bộ sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, một thân máy này. Đây thân máy của nó đây các bác nhá. Cái này thì em để em quay thì nó hơi bụi bặm một tí, không sao nhá. Một thân máy này. Đấy, ra đếm đơn này. Một thân máy, một cái Âu như này, một Âu như này nhá. Đấy, một cái Âu như này để đựng rượu Âu này, 1.2L này, và một cái khay nhựa như này để các bác bỏ đá vào dưới cho em nhá. Còn hai cái chén này là chén của em nhá, hai chén này là chén của em. Các bác lưu ý, không lúc các bác nhận hàng mà thiếu tao hai cái chén nó mất công. Đó thì đây, các bác đẩy cái lẫy vào cho em này. Đấy, bỏ đá bên dưới, rót rượu vào đây, sau đó thì đặt con máy này lên, đặt con máy này lên cho em. Đó, rất là xịn sò luôn, đặt máy lên như vậy là anh em bắt đầu chiến đấu nhá. Anh em bắt đầu nhậu này. Đấy, bật công tắc lên cho em này, đặt chén vào này, rót đi em ơi. Đó, ok, em ra rượu cho anh luôn. Ok cho anh. Đấy. Không cãi nhau anh em nhá, hai chén bằng nhau tam táp luôn anh em nhá. Anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây nhá. Đấy, công tắc tắt đi này. Đấy. Thì tùy theo anh em có thể điều chỉnh lượng rượu nhiều ít ở đây cho em, rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý nhá. Đây anh em chỉ cần đẩy này thôi, đặt vào này. Đấy, ok. Đấy, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá, hai chén đều nhau tam táp luôn. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy đây, hai chén đều nhau nhá, anh em thấy không? Hai chén bằng nhau luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý luôn. Một cái máy rót rượu tự động như này, giá là 270.000, bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra, test thử và thanh toán cho em nhá. Đấy, công tắc tắt bật ở đây. Cái tắt bật này thì ngoài ra tắt bật thì nó còn điều chỉnh lượng rượu nhá. Điều chỉnh lượng rượu ở đây anh em thích nhiều rượu thì anh em xoáy nó lên, ít rượu tùy theo cốc chén anh em uống nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em rồi. Một con máy rót rượu tự động như này, giá 270.000, anh em có thể nhậu cả ngày luôn. Thời gian liên tục của nó từ 5 đến 6 tiếng cho nên anh em thoải mái luôn. Đấy, bật công tắc này lên, anh em có thể điều chỉnh cái lượng rượu đây. Ví dụ đây là rót ít này. Đặt này. Đấy, rót ít nhá. Anh em muốn rót tăng lượng rượu lên hoặc giảm lượng rượu đi thì anh em sử dụng cái công tắc này cho em, rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm, đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em thôi. Một cái lọ xương khớp bọ cạp như này, giá của nó sẽ là 40k nhá không nhá. Đấy, 40.000. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy, con này thì chiết xuất từ bọ cạp rồi cao hổ cao yếc luôn, các bác dùng cực kỳ là an toàn và độ nóng của nó rất là cao, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, các bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau thần kinh, bôi vào rất tốt nha. Đấy, cái này em bán rất là nhiều rồi đây, xương khớp bọ cạp, có bác lấy cả chục lọ luôn, bôi vào một phát là đỡ luôn. Đấy, bôi vào phát là đỡ luôn, của nó sẽ thuộc dạng kem trắng nhá, bôi vào thì rất nóng và bôi vào là đỡ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá, xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này, 40.000 thôi nhá. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác.
Đấy, thời tiết thì nó đang bị mưa, thế nên là tiếng nó hơi bị ồn, thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình tăng lên một chút để nghe cho được rõ ràng hơn nhé. Em xin được tự giới thiệu với quý cô bác anh chị và các bạn, em là Phạm Huấn đến từ La Sơn Bình Lục Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua mặt hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đổ ra điện thoại ra như này bao giờ. Kìa, sản phẩm đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đấy, hộp nó màu vàng như này rất là đẹp luôn, lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140k cho một con thắt lưng đẹp miễn chê như này các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Nó sẽ là bao gồm cho một cái thắt lưng mặt đúc liền như này các bạn này. Mặt đúc liền nguyên khối nhá. Đẹp hơn bao giờ hết các bác nhá. Đẹp hơn bao giờ hết, đẹp miễn chê luôn. Đấy, đẹp không tưởng tượng được các bác nhá. Đó, đây này. Mặt đính hình con cá sấu màu vàng này. Đấy. Đúc liền hết các bác nhá. 100% là đúc liền mạ vàng 18 carat nhá. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con thắt lưng như này. Chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi chiều dài là vào khoảng là 1m2 nhá. 1m2 hơn một chút này. Đấy. Đây, thắt lưng rất là đẹp luôn. Da cá sấu các bác này. Đó, da cá sấu rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây là nó sẽ là thuộc dạng lẫy như này các bác, chỉ cần đẩy cái lẫy này lên là sập vào là xong. Rất đơn giản như đan rổ luôn các bác này. Đây, kéo cho em này. Đấy, kéo nhẹ này. Đó, lẫy nghe tiếng kêu của nó rất là đã luôn nhá. Đó, thì đây, rất là ngon lành luôn. Đó, và khi các bác rút ra chỉ cần đẩy này thôi. Còn cái lẫy này nó là lẫy khóa ngược cho nên là các bác dùng nó rất là an toàn luôn, không bao giờ lo bị trượt bị ấy nhá. Một con thắt lưng rất là đẹp như này. Đó. Rất đẹp này. Chất da siêu mềm mượt cho các bác luôn. Đấy, và cái đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là mua về mình sử dụng này, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Xách đi làm quà rất là lịch sự đẹp các bác nhá. Đó, chất lượng cho các bác luôn. Đây, nguyên cái mặt của nó này, mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, mặt đúc liền như này. Đấy, thắt lưng thì rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 140.000 cho một con thắt lưng cá sấu vàng như này, đựng trong một hộp cực kỳ sò và chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Đó, cá sấu vàng này. Cá sấu vàng giá của nó sẽ là 140 cành nhá. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đẹp miễn chê luôn, đẹp hết nước chấm luôn các bác nhá. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong hộp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại Nokia nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là 2 SIM và mẫu là 1 SIM. Đấy. Con 1 SIM này thì giá của nó đấy, con một sim này thì ngoài cái hộp này. Quá lên kia là điện thoại một sim nhá. Một sim thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim này. Điện thoại một sim được rồi, một sim. Giá của nó sẽ là 150k cho con điện thoại một sim như này nhá. Đấy. Thì hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là hàng nó sẽ bao gồm cho các bác. Đây, một con điện thoại chất lượng như này các bác này. Đấy. Đựng trong cái hộp Nokia nhá. Điện thoại Nokia giá chỉ có 150 cành thôi. Đây, Nokia các bác này. Các bác chả đi đâu mua được cái điện thoại 150.000 đâu. Đầy đủ pin pin rồi dây sạc các thứ đầy đủ combo cho các bác như này nhá. Đấy, hàng mới tinh full hộp cho các bác luôn. Giá thì rất hạt rẻ nhá. Lên cho em là điện thoại Nokia. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con điện thoại Nokia như này. Dòng này là dòng một sim nhá. Đây em bật nguồn cho các bác xem này. Đó. Một sim này. Đó, Nokia. Đó, một con điện thoại một sim như này. Lên cho em là điện thoại một sim nhá. Giá của nó sẽ là 150 cành. 150 cành cho một con điện thoại một sim như này nhá. 150.000 các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy các bác theo. Đó. Nokia nhá, cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó, Nokia một sim. Giá sẽ là 150 cành. Đây, tắt nguồn đi các bác này. Đó. Phím của nó sẽ là phím nổi nhá, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đó, phím này của nó sẽ là phím nổi như này các bác này. Đấy, phím nổi các bác nhá. Đó. Phím nổi như này, rất dễ sử dụng luôn. Đó. Giá thì rất là tốt nhá.
một con điện thoại Nokia như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 nhá. Hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Tiếp theo là điện thoại 2 SIM nhá. Con 2 SIM này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250k. Đấy. 250k và bao ship cho con 2 SIM như này. Đấy, con này thì 2 SIM thì nó sẽ to hơn một chút các bác nhá. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác là một đốc sạc, một pin. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Hàng full hộp mới tinh cho bác nhá. Full box, full hộp mới tinh cho bác luôn. Đó. Hàng cực kỳ chắc chắn này. Những cái lẫy này của nó cũng rất là khó lấy ra luôn. Đó, đây. Thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này là xong, lắp pin, lắp SIM vào nhá, hai khay SIM nhá các bác nhá. Đó, đây. Lên mã cho em là điện thoại 2 SIM nhá. Con này thì giá sẽ là 250 cành. Hàng của Nokia các bác này, Nokia. Đó, đây. Đây qua này. Đấy, báo giờ báo trước đàng hoàng luôn, hai khay SIM nhá. Đó. Lên cho em là điện thoại 2 SIM này. Đó. Điện thoại 2 SIM giá của nó sẽ là 250k nhá. 250.000 và bao ship luôn. Bao ship 250.000 bao ship cho cái điện thoại 2 SIM này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá rất là tốt nhá. Đấy, tắt nguồn đi này các bác này. Đó. Hàng của Nokia nhá, hàng của Nokia rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Nokia nhá. Có kèm cho các bác cả dây sạc như này luôn, về nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, Nokia các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con điện thoại như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 250.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. 250k bao ship tận nhà. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng keo vá tường nhá. Con này thì nó sẽ là 250ml các bác nhá. Hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo trắng các bác này. Đây, một cái dòng keo trắng như này các bác này. Đấy. Một cái dòng keo trắng, kem trắng các bác nhá, kem trắng. Thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là một cái dòng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này. Thì các bác dùng để mình vá lên các cái phần tường của nhà mình nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm ướt các bác nhá. Đó, thì các bác vá hết vào cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái lọ keo như này, giá của nó sẽ là 40k. Các bác lên cho em là keo vá tường nhá. Đấy, lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, có kèm cho các bác một cái chổi như này nhá. À, một cái bàn tà lột như này để các bác lột lên tường này. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường nhà mình nó bị bong chốc nứt rồi thấm rột các bác này. Đấy, hoặc là bị trẻ con bôi bẩn này. Các bác vá lên cho em sạch đẹp luôn. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đây, ổ điện, ổ điếc, nói chung là tất cả các cái phần nào bị nứt, thấm rột, bong chốc, bẩn thỉu. Đấy, vá lên cho em nhá. Đấy. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 40k cho một lọ keo vá tường như này thôi. Đấy, có kèm cho các bác cả đầu vòi này, cả đầu vòi, cả bàn tà lột luôn. Đó, đây, combo như này, giá sẽ là 40k nhé, 40k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái miếng dán ngải cứu các bác nhé, miếng dán ngải cứu. Một lọ này của nó thì, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng nhé, 12 miếng, đó, 12 miếng dán ngải cứu như này các bác này. Đấy, hộp của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng, đây, 12 miếng như này các bác nhé. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 12 miếng dán này. Kèm thêm cho các bác là 12 miếng dán. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra. Cái miếng dán ngải cứu này thì nó rất là tốt luôn. Các bác bóc ra để mình dán vào các cái vị trí như là cổ, vai, gáy, rồi các cái vị trí nào mà mình đau mỏi thì các bác dán vào cho em. Đấy. Cái này thì độ bám dính của nó rất là tốt và siêu nóng luôn. Các bác dùng nếu mà nóng quá, nóng quá thì mình có thể chuyển vị trí cho em nhé. Chuyển vị trí cho em. Đó, rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi các bác một cái hộp như này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên mã cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó, miếng dán ngải cứu này. Đó, miếng dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong hộp này, 12 miếng này, 12 miếng. Đó, 30.000 cho hộp 12 miếng như này. Đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau dây thần kinh, đau thắt lưng rất là tốt luôn. Cái miếng dán ngải cứu này thì nó giúp cho các bác chống đau mỏi, đau nhức rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 30.000 cho một hộp như này thôi. Đau mỏi vai gáy, thoát vị địa đệm, các bệnh về xương khớp, tình trạng phổ biến ở người cao tuổi và người trưởng thành. Miếng dán ngải cứu đa năng, giải pháp hữu ích, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí. Với những người mắc bệnh như đau xương khớp, thoát vị địa đệm thì có rất nhiều phương pháp điều trị. Nhưng với miếng dán ngải cứu thì chỉ cần dán trực tiếp lên vị trí đau hay nhức mỏi có thể cải thiện được tình hình này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác nhá. Tăm nước thì bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, một máy như này. Đấy, một cái con máy cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng chất lượng này, tem mác các thứ này, sách hướng dẫn cả quyển luôn. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Và nó sẽ có kèm cho các bác một cái dây sạc như này và bốn cái đầu nhá, bốn đầu như này, 1 2 3 4 này.
bốn đầu như này để cho các bác có thể là mình vệ sinh răng miệng, vệ sinh lưỡi rồi vệ sinh níu lợi các bác như đây. Đây bốn cái máy, bốn cái đầu như này các bác này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là vệ sinh răng này, đấy, vệ sinh lưỡi này rồi vệ sinh mặt răng bên trong các bác này. Đấy, rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là miếng tăm nước nhá, lên cho em là tăm nước, giá của nó sẽ là 190.000 các nhá. Đấy các bác lên cho em là tăm nước này. Đó. Tăm nước giá của nó sẽ là 190k cho cái tăm nước như này. Đấy bây giờ các bác nên dùng cái tăm này, nó không hại níu hại lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy rất sạch sẽ luôn. Giá sẽ là 190k. Đây các bác này. Đấy các bác cho nước vào nhá. Chưa kể ông ấy kèm theo 4 vòi xịt, chẳng yêu nên làm gì. Mà thôi, những cái vỏ ngoài không quan trọng. Bây giờ em sẽ cho em ấy thi đấu với những siêu cầu thủ đến từ châu Âu xem thế nào. Tiêu chí so sánh là các chương trình, áp lực vòi phun và sự êm ái khi vận hành. Bởi vì nguyên lý hoạt động của tắm nước khá là đơn giản và hàm lượng công nghệ không cao. Và cơ bản có hai loại, một là xịt rất là mạnh luôn nhá. Em sẽ sử dụng than hoạt tính Dasara để làm trắng răng, sau đó vệ sinh lại bằng tắm nước Vanlu với áp lực mạnh và tiết diệt đầu vòi nhỏ. Đấy, các bạn thấy không? Sạch tất cả những cái mảng bám ở trên răng theo một cách thức rất là an toàn và hiệu quả. Và với những bạn bị viêm lợi thì đầu xịt này tỏ ra rất là hữu hiệu. Nó có một cái núm silicon nhỏ ở đầu vòi giúp đưa tia nước vào sâu kẽ chân răng nhưng không làm hỏng lợi. Còn đầu vòi này thì chuyên dụng dành cho các bạn đang liền răng. Đầu vòi cuối cùng thì chuyên dùng để vệ sinh lưỡi. Nó giúp cho việc vệ sinh lưỡi vừa sạch vừa không bị rác. Thực sự mình đánh giá rất cao sản phẩm này, không chỉ vì giá rẻ mà còn vì sự tinh tế và tỉ mỉ và qua đó thỏa mãn được nhiều nhu cầu nhiều đối. Chào các bác nha, nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các cái mã hàng theo này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô dao của Đức nhá. Dao chặt của Đức thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, hai mẫu như này. Và nó sẽ có hai màu cho bác, một con là màu cán màu đen như này và một con cán màu xanh như này nhá. Đấy, con cán màu đen này thì các bác lên cho em là dao đen nhá, dao đen. Con này thì cân nặng của nó là 5 lạng. Con này thì chặt cực kỳ là đầm luôn nhá. Con này rất là chất luôn. Đấy, dao cực kỳ đầm, dao cầm rất là dày dẫn và chắc chắn các bác nhá. Đấy, cân nặng của nó là 5 lạng, chặt thì cực kỳ là đầm và ngon luôn. Cầm con dao rất là thích luôn. Cán liền này, rất là sạch sẽ các bác nhá. Đấy. Cán đều là bằng thép hết nhá. Cán đều bằng thép hết, dao là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Hàng của Đức các bác này, hàng của Đức đây. Made in Germany các bác này. Đó, Made in Germany. Hàng của Đức chữ khắc chìm trên thân dao luôn. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá, Winling hai hình người của Đức. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, giá rất là tốt luôn. Một con dao chặt thế này giá của nó chỉ có 150.000 thôi. 150.000, 5 lạng nhá, 5 lạng. Đấy, con này cân nặng của nó là 5 lạng nhá. Đây em sẽ đo kích thước cho bác xem. Đấy. Con này thì chiều dài của nó là 30, chiều dài của lưỡi là 18 nhá, chiều dài của lưỡi là 18 và chiều rộng của bán lưỡi là 9 cm nhá. Đấy, 9 cm. Và giá thì sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là dao đen nhá, dao đen. Giá sẽ là 150.000. Con này thì cán nó màu đen như này, lên cho em là dao đen này. Đấy. Còn con này thì cán nó màu xanh, cho nên các bác lên cho em là dao xanh. Con này thì nó cũng tương đương, nặng 4 lạng rưỡi cũng gần 5 lạng. Đấy, chiều dài của nó sẽ dài hơn một chút, chiều dài của nó là cả cán này là 32 cm. Phần lưỡi này thì cũng là 18 cm và bản của lưỡi này là 9 cm nhá. Đấy. Hai con thì nó cũng 19 1 10. Con này thì nó bé hơn và nó dày mình hơn. Còn con này thì nó rộng bản hơn một chút và nó dài hơn một chút như này, dài hơn khoảng 2-3 cm như này. Đó. Con này thì giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. Con này thì nặng 4 lạng rưỡi. Để em thử test dọc giấy cho các bác xem liệu nó có dọc được giấy không nhá. Đấy. Để em thử test dọc giấy cho các bác xem như nào. Đấy, con này thì khá là bén luôn. Con này rất là bén nhá. Con này thì cái bản của nó mỏng hơn cho nên là khá là sắc và dọc giấy thoải mái quá này. Đấy, dọc giấy thoải mái luôn. Rất là bén luôn nhá. Con này thì rất là bén nhá. Hàng Made in Germany này, hàng của Đức này. Đó. Cán thì cũng như con kia thôi, cán đều cán liền hết nhá. Dùng thì rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất thích, hàng thương hiệu Winling của Đức này, Made in Germany này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 135.000 nhá. Các bác lên cho em là dao xanh nhá. Con này là dao xanh, giá của nó sẽ là 135.000 cho một con dao xanh như này. Đó, 135k nhá. Còn con này thì các bác lên cho em là dao đen nhá. Đấy, 5 lạng, giá của nó sẽ là 150.000. Để em thử dọc giấy xem sao nhá. Đó. Con này thì cũng dọc được nhưng nó sẽ không bén hẳn như con kia đâu. Đấy. Con này thì cũng dọc được giấy thôi. Đấy. Cũng dọc được giấy nhưng mà nếu mà nói về độ bén thì nó sẽ không bén hẳn như con kia nhá. Đấy, cũng dọc được giấy nhưng nó không bén hẳn như con kia tại vì con này của nó dày mình hơn một chút. Nó dày mình dày lưỡi hơn. Đó. Thì các bác lên cho em là dao xanh này. Dao xanh 4 lạng rưỡi. Con này là 135.000. Và con này là dao đen 5 lạng, giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái
ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá các bạn. Các bạn lên xem là ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Giá rất hợp lý các nhá, một con ấm siêu tốc như này. Giá chỉ có 130 cành cho một con ấm này thôi nhá, 130.000. Đấy. Một con ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cúc Cu con này. Hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cúc Cu của Hàn Quốc luôn. Giá thì sẽ là 130k. Đấy. Con này thì cũng rất tiện dụng cho các bác sử dụng thôi. Đây các bác này, đó. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá. Sử dụng điện 220V, công suất là 1500W, điện 50Hz và dung tích là 2,5 L nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Đó. Hàng thương hiệu Cúc Cu nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, một con ấm siêu tốc như này nhá. Hàng rất đẹp, bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài thì sẽ là bằng nhựa như này, bên ngoài bằng nhựa như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đế như này nhá, một cái đế như này con này. Đấy, hàng thương hiệu Cúc Cu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, và đây khi các bác bật lên thì sẽ có đèn báo ở đây nhá, đèn báo ở đây. Đấy, có đèn báo ở đây. Bên em thì có chương trình bảo hành vẫn là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày nhá. Đấy, lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ có, các bác bật công tắc lên là nó sẽ có đèn báo ở đây nhá. Đây cái đèn báo màu xanh này. Đó, đây em tắt đi này, bật lên này. Đấy. Cái công tắc nó sẽ nằm ở đây. Đấy, công tắc nằm ở trên tay này rất là tiện này. Đặt lên thì các bác bấm luôn, nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Chương trình thì vẫn là bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày nhá. Đấy, hàng có lỗi gì thì các bác cứ sử dụng trong vòng 10 ngày là bên em sẽ đổi mới cho các bác. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đó. Ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá thì sẽ là 130k nhá. 130k cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này, 130.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bếp từ nhá, hàng của thương hiệu Philips. Đây. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bếp như này. Đấy, hàng của thương hiệu Philips nhá và sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Philips made in Thailand nhá. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác sẽ được tặng, khi mua một con bếp thì các bác sẽ được tặng kèm một cái nồi như này, tặng kèm một cái nồi như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Kích thước của bếp thì nó sẽ có thông số ở đây luôn. Đấy, có đầy thông số đây cho các bác xem luôn đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó sẽ là 31 này, chiều cao là 15 này và chiều rộng là chiều dài là 39 này. Đấy. Đây, dài rộng cao đây các bác nhá. Đấy. Giá thì con này điện công suất của nó điện 220V, công suất của nó là 2000-2500W. Đó, và nó sẽ là một con bếp như này. Con bếp cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, mặt kính cường lực bên trong của nó thì bằng đồng đỏ au hết này. Đấy, đồng đỏ au hết đây. Mặt của nó là mặt kính cường lực như này. Đấy, các bác về đặt nồi lên chỉ nhấn nút nguồn này là xong. Lưu ý các bác là khi mà mình có test đun thử nhá. Khi các bác test đun thử thì lưu ý các bác là cho nhiều nước vào cho em. Đấy. Nhiều bác là cho ít nước quá, đâm là khi đun thì nó không nhận từ đâu. Đấy. Nồi đun là bắt buộc phải có nước mà nhiều nước một chút nhá. Chứ các bác đun ít nước quá thì nó không bắt từ đâu. Đây. Đấy các bác này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá chỉ có 470.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Philips này, sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, made in Thailand nhá. Đó. Lưu ý cho các bác là khi mà lưu ý các bác khi các bác sử dụng ấy thì nếu các bác có đây, đấy. Khi các bác có đặt nồi lên đun nhá. Đây em cắm điện lên rồi này. Đấy, bật nguồn nó sẽ lên. Đấy. Còn khi các bác có đặt nồi lên đun ấy thì lưu ý các bác là đây, tắt đi các bác này. Đấy, bật lên này. Đấy, tắt đi này. Khi các bác bật nồi lên đun thì các bác lưu ý giúp cho em là phải cho nước nhá, phải cho nước thì mới đun được, chứ là các bác cho có ít nước quá thì cái từ nó không đủ độ bắt thì nó không được đâu. Đấy, cái này thì bên em có tặng kèm cho các bác là một cái nồi như này. Đấy. Mua một bếp từ thì sẽ được tặng kèm một cái nồi như này nhá, tặng kèm một cái nồi như này, rất là đẹp và giá trị luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, một cái con bếp từ Philips như này. Giá của nó sẽ là 470.000. Các bác lên xem là bếp từ nhá. Đấy, lên xem là bếp từ này. Giá của nó sẽ là 470k cho một con bếp từ như này. Đấy, bao sim tận nhà cho bác luôn và các bác sẽ được tặng kèm một cái nồi như này. Đấy. Mua một bếp thì sẽ được tặng kèm một nồi như này. Đấy, chiều dài này của nó là 39 này, chiều rộng là 31 này. Đó, chiều cao thì khoảng là 10 phân. Đó, tất cả bên trong này bằng đồng đỏ au hết này. Đấy, giá cắm cái kia của nó đây. Nói chung là hàng chất lượng cho các bác. Và giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác nhá. Lên cho em là bếp từ Philips nhá.
giá bên shop đang gửi tới bác, cái giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi, 470k, và bao sim tại nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có quyền test thử và thanh toán nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, lên xem là bộ 5 đĩa như này. Đấy, bộ này thì bao gồm cho các bác là 5 đĩa, giá thì sẽ là 100, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá, giá của nó sẽ là 120.000. Nó sẽ là 5 cái đĩa inox cực kỳ là đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó, 5 cái với 5 kích thước khác nhau. Đấy, thì cái kích thước to nhất của nó sẽ là, kích thước to nhất của nó sẽ là đi, nó vào khoảng là đây, em sẽ đo cho các bác xem. Đó, con to nhất này nó vào khoảng là 26cm nhá, khá là to luôn đấy. Con to nhất này 26cm này. Đấy, sau đó thì đến đây em sẽ đo gộp đây cho bác luôn. Con to nhất là 26cm này. Đấy, con thứ hai của nó sẽ là 23cm. Con thứ ba của nó sẽ là 20cm. Đấy, con thứ tư là 17 và con số 5 là 14 nhá. Đấy. Con to nhất là 26cm và con nhỏ nhất là 14cm đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó khá dày dẫn nhá, khá là dày đấy các bạn. Rất là dày luôn. Thì các bác có thể dùng để đựng đồ ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn thực phẩm này. Nhà có một mâm cỗ thì ví dụ cái đĩa này đựng rau sống này, đĩa này đựng rau sống này. Đĩa này đựng đồ xào này. Đấy. Hai đĩa to này đựng xào này. Một đĩa này thì đựng nộm này. Đấy. Một đĩa này thì đựng giò, đựng các thứ cho em đấy. Combo cho các bác luôn, 5 đĩa như này nhá. Combo cho các bác 5 cái đĩa như này. Đẹp tuyệt vời nha ông mặt trời như này. Hàng sáng bóng, hàng inox 304 của thương hiệu Winling hai hình người đây. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120k. 120.000 cho cái bộ 5 cái đĩa như này. Đấy, bộ 5 đĩa giá 120.000. Con to nhất kích thước của nó lên tới 26cm nhá. 26cm luôn. Đó. Và con nhỏ nhất thì nó vào khoảng hơn 10cm. Một cái bộ 5 cái đĩa như này, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 120k cho một cái bộ 5 đĩa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn thóc nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn thóc. Đấy, một con đèn siêu sáng cho bác luôn. Đây, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Kèm thêm một dây sạc như này. Con này thì nó rất là sáng luôn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. Có đèn báo luôn nhá. Các bác cắm sạc ở đây kia, cắm sạc ở cái chân này kia. Đó. Nó rất là tiện, cắm sạc ở đây cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, để em test thử đèn cho bác xem nhá. Đây, bật đèn qua này. Đấy. Pha của nó khá là giỏi luôn nhá. Con này thì giỏi thì tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, đây là kho nhà em đây này, hàng ngập tràn để phục vụ anh em luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây. Đấy, các bác theo. Đây. Chế độ sáng mạnh này, điểm sáng của nó rất lớn luôn nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó. Đây, rất là sáng luôn các bác theo. Đây. Đấy, cái chóa của nó khá là to nhá và giỏi rất là xa luôn. Đấy, tần số của màn hình điện thoại còn phải bị nháy luôn các bác nhá. Đó, rất là sáng. Đó, giá thì chỉ có 80.000 thôi các bác. Chỉ có 80.000 thôi, rất rẻ các bác, rất rẻ luôn cho một con đèn như này. Một con đèn to đẹp như này mà giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn thóc nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn thóc này. Đèn thóc, giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là đèn thóc nhá. Đèn thóc, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn thóc như này. Đó, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chai xịt RP7 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Australia các bác này. Đấy, hàng của Australia. Đây các bác này. Đó, Australia các bác này. Đây, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Và sản xuất thì nó sẽ là hàng sản xuất ở, hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở Indonesia các bác nhá. Công nghệ thì của Australia. Con này thì nó sẽ là một cái chất bôi trơn đa dụng này. Đấy, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, do vật liệu bị cọ sát này, rồi chất bôi trơn với công thức cải tiến này, giúp cho kim loại rỉ sét chống ăn mòn, các kiểu con đà điểu luôn. Đây, về nhà các bác chỉ cần là xoáy cái vòi này ra, xong rồi các bác xịt vào. Đấy, như chỗ nào cần thì các bác xịt vào nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, các bác lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, lên cho em là xịt RP7 này. Giá của nó sẽ là 35k. 35k cho một chai xịt RP7 như này. 35.000. Đó, 35.000 cho một chai xịt RP7 như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là, bỏ trong cái ấm vào mà xếp này. Đó là cái kéo cắt gà to nhá. Quay lên cho em là kéo cắt gà Nhật này. Đấy, Japan quay này, Japan đây. Hàng loại to nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt gà như này. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k.
lên cho em là kéo gà Nhật nhá, kéo gà Nhật này. Đấy, lên cho em là kéo gà Nhật, giá của nó sẽ là 130k trong con kéo gà Nhật. Cái đấy của nó như nó dí đít. Hả? Ê, cho ấm xuống trước mà cho cái kia sau. Ừ. 130.000 trong con kéo gà Nhật như này nhá. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là một con kéo đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cái phần khuyết này nhá, có phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá này. Thứ hai là các bác dùng để đánh vảy cá này, có phần răng cưa này dùng để đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác dùng để kẹp cua ghẹ này, kẹp cua ghẹ. Đấy, rồi cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Giá của nó sẽ là 130 cành. Lên cho em là kéo gà Nhật nhá, kéo gà Nhật, giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo gà Nhật như này. Đấy. Giá bên shop đang gửi tới bác giá rất tốt luôn, 130.000 các bác nhá, 130.000. Đó, lên mã giúp cho em là kéo gà Nhật 130k. Rồi ok. Hello các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá, bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các bác nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông không? Vò cho vào nước thoải mái luôn nhá, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy, coi rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua đây. Đấy. Bác thấy không? Nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k cho một chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó. Lên cho em là bút thông mạch này. Bút thông mạch nhá. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50k nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhé. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhé. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhé. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhé. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá, đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá. Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của thương hiệu Tajima nhá. Tajima made in Japan nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này. Đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá.
9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 680. Đấy, 680. Bộ lục giác 7 màu đẹp, miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima Made in Japan, chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima Made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, Made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling, hay người hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng Made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 cho một con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2 3 4 cân đều cắt ngon hết nhá, cắt rất là ngon luôn con này. Đấy. Ngoạm vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá, Winling của Đức hay hình người đây. Made in Germany con này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá, Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T. Hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, Made in Japan con này. Đó, Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá. Các đầu bơm như này các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các loại đều được hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy, bơm thì rất là đẫy hơi luôn. Hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Đó, Santalay Made in Japan cho bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá. Bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy, sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này. Các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy, các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây. Em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, thấy không? Đây. Thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá. 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác với giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác với giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt cũng nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt, rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Đây mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó, rồi ok.